Phật tử Ngọc Phú ở Đắk Lắk có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: khi tánh Phật rơi vào trung tâm vận hành luân hồi thì thấy nó có màu sắc thế nào và rộng tầm bao nhiêu? Đi vô trung tâm vận hành luân hồi là Phật giảng mở ra chứ màu sắc gì? Thì cái đó là bắt đầu mình nhìn vào, mình bắt đầu trở về nhìn về cái thế giới Phật giới bên Phật giới đó, cái màu vàng sáng trong à, nhìn thấy màu vàng sáng trong là Phật giới. Còn bên này á, là cái mùi, bên này thì dưới điện từ, thành ra nó ở đây này nó nhìn thấy cái lúc sáng lúc tối là do cái điện từ âm dương nó bị cuốn hút nên mình mới thấy vậy. Còn về bên kia là cái tất cả gì đều thấy sáng trong hết. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi số 2: hiện tượng ma xô xe rớt xuống vực sâu khi xe chạy trên đèo có thật không? Cái gì? Hiện tượng ma xô xe rớt xuống vực sâu khi xe chạy trên đèo có thật không? Này không rõ đâu là cái hiện tượng ma xô xe. À, ma xô xe cái này đâu phải ma, cái này cái nhân quả, cái nhân quả mình tới thì ông thần thực thi nhân quả mình chứ phải ma. Tới cái số anh chết tại chỗ đó đó, anh rớt chỗ đó thì thần thực thi nhân quả chứ phải ma. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 3: con đọc sách thiền tông thấy nhức đầu, nghe đĩa thiền tông thì nhanh buồn ngủ, vậy là do cơ địa của con bị yếu hay do có người âm dựa? Do cái lực âm rồi lực dương nó chịu không nổi, nó phải ngủ rồi thôi. Và cái giữa thế gian này là cái lực âm dương, mà con người âm nhiều quá, con người âm nhiều quá không chịu nghe cái này, mà con người mà nghe mà cúng tụng khoái lắm, mà nghe cái vụ mà dương này là chịu không nổi, thành ra buồn ngủ. Cái đó cái quy luật vật lý của nó vậy, nó làm cho nó nén, mà nó nén cái âm và cho nó nhắm con mắt lại, này theo cái quy luật vật lý. Rồi có hỏi tiếp đi. Vị Phật tử Nguyễn Văn Hợi ở Đắk Nông có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: theo quy luật 365 ngày trái đất mới quay trở lại trung tâm vận hành luân hồi vào một thời điểm nhất định, vậy con người duyên nghiệp khác nhau, những Phật tử học và hành theo pháp môn thiền tông đều đủ điều kiện trở về Phật giới, khi chết thì cùng phải chờ đợi nhau để cùng về Phật giới hay sao? Mình là bây giờ nói tới cái người về Phật giới, ví dụ bây giờ trái đất mới vừa quay vào trung tâm vận hành luân hồi mới có một ngày, thì mình bây giờ mình chết thì được vị Phật kéo, nếu mình có công đức đi ra ngoài sức hút của điện từ âm á, ra ngoài đó sống, rồi ra ngoài đó ông Phật có dặn cái gì đó, 364 ngày nữa mới được về, thì ra ngoài ông Phật mới dặn cho mình. Tại sao phải ra đó? Vì ra đó nó không còn bị sức hút vật lý âm dương, vì thế mà cái trung bấm tân nó không đói. Chứ nếu mà nằm ở trong sức hút ở trong vật lý âm dương, trung bấm tân vẫn bị đói, vì thế bắt buộc phải đi ra ngoài cái lực hút âm dương. Do đó ông Phật mới dặn mình ra đó không đói được. Chính ông Phật vào Phật giới cũng phải ở chỗ đó, chứ không dám vô cái thế giới vật lý này. Nếu vô thế giới vật lý này đã phải đi sống cho cái quy luật vật lý âm dương, mang thân tứ đại thì phải ăn bằng thân tứ đại, mang thân điện từ thì phải ăn bằng mùi hương. Vì thế mà tất cả những người mà trở về Phật giới phải ra ngoài sức hút của vật lý âm dương, đợi đúng chừng nào mà trái đất nó quay đến trung tâm vận hành luân hồi, một vị Phật mới dẫn mình vào mới ra được. Vì mình biết là trái đất nó lớn như vậy nè, đường kính của nó là 40.000 27 mươi mấy cây số, mà cái trung tâm vận hành luân hồi nó có bằng cái chiếc đũa, làm sao mình biết? Chỉ có một ông toàn năng toàn giác mới thấy được cái này, mới dẫn ra. Vừa đến đó mình vui vô đó thì điện từ tánh trung tâm nó không, mình cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó tan rã ra, Phật nhãn mình mới mở ra, rồi mang một khối công đức đồng thời Phật nhãn mình về bên kia mới thành Phật được. Giờ con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2: trước kia con chưa biết pháp môn thiền tông,
Con từng có một hiện tượng trong giấc ngủ, con thấy gơi tự do rất dài, khi hoảng sợ thì giật mình thức dậy. Hiện tượng đó là gì? Xin thầy cho con biết rõ. Cái này là có hai cái trường hợp. Một là do cái trong cái lúc mình ngủ mình nén nó, cái điện từ âm dương nó không liên tục, nó bóp nó tiêu được, mình thấy nghe cái chuyện rơi. À, nên nhớ là mình ngủ mà cái chim nó bị dừng, cái tự nghe mình rơi. À, còn thứ hai nữa là mình vô cái ảo giác mà hồi đó mình thích cái gì thì vị thần do vị thánh làm hiện tượng này. Cái gian này nó có hai trường hợp, một là thánh làm, hai là qua tim mình làm, nó có cái hiện tượng này. Rồi con hỏi tiếp. Và câu hỏi số 3, từ khi con biết pháp môn thiền tông cho đến nay thì hiện tượng rơi đó không còn nữa. Vậy thì nó bây giờ nếu mà biết thiền tông rồi đó, mình không có mơ mộng, vì thế mà mấy ông thánh không tới được. Tại sao mấy ông thánh tới mình là gì? Mấy ông thánh á, tất cả theo dõi những người nào thích mơ mộng. Tại sao mà người ta bị loài này loài kia nhập? Và tại mình mơ mộng thì nó thấy sơ hở nó nhập vô. Tất cả những người sống mà âm thì hoàn toàn sống bằng mơ mộng, còn người xưa dương thì sống bằng tưởng tượng. Hai cái thế giới nó khác nhau. Nếu mình cái người mà tưởng tượng nhiều là dương, còn cái người mà thấy sợ sệt, tất cả gì nó thuộc về âm. Đây là cái hiện tượng của vật lý. Bởi vậy thiền tông nó ra đời thì mục đích là gì? Để nó chuẩn lại sự cấu trúc của trái đất này như thế nào, con người như thế nào. Chứ nếu mà không thiền tông này thì cái đạo Phật nó đi sai. Vì thế mà Đức Phật mới cho công bố quyền ký ra và dạy từ chi ly về cái thân người và trái đất cũng như giảng dạy. Đạo Phật thiền tông có cái nhiệm vụ là nói lại sự thật từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn, khôn vũ trụ. Như thế thôi mà duy nhất dạy con người trở về Phật giới, gọi là giác ngộ giải thoát. Nếu mà không có thiền tông thì không ai, hoàn toàn không ai dạy cái giác ngộ giải thoát hết. Chỉ cái thiền tông mới dạy này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Phật tử Trần Xuân Nga. Người sống thuần thục với Phật tánh thanh tịnh của chính mình thì không bị sức hút của điện từ âm dương, như vậy là có công đức hay không? Công đức là mình giúp người ta giác ngộ giải thoát. Còn mình sống cái đó là mình nhờ thôi. Mình sống cái thanh tịnh của mình thì mình không có cái gì mê tín gì đó thôi. Cái công đức gì cái này? Công đức nghĩa là mình giúp người ta được giác ngộ và giải thoát mới là công đức. Còn tự mình thì mình hiểu cái này là tự mình không còn mê tín gì đó. Rồi nó hỏi tiếp. Con hỏi cái tiếp là con có thỉnh một bức tranh hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa và hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền hai bên bằng gỗ ở chùa Tân Diệu về nhà thờ. Vậy con có làm nghi thức và đọc kinh an vị Phật ở tại nhà được không? Tất cả những cái gì an vị Phật đó, bây giờ là ta có cái bài an vị Phật đó. Tất cả những gì mà Phật thiền tông phải an vị hết. Mình có khả năng thì mình làm, không bao giờ một số huynh đệ biết thiền tông đến đọc phụ mình thì nó mới, thì Phật mới ngự. Khi mình an vị thì các cô hồn nó không tới. Còn nếu mình để cái hình đó mà nó an vị rồi, mình đâu biết ai đâu. Có nghĩa là mình thính cái này. Tuy là Phật không có đến nhưng mà vị thần Kim Cang đến ạ. À. Tất cả cái bài an vị Phật đều có một vị thần Kim Cang đến. Nếu quan trọng thì Đức Phật đến, còn không quan trọng thì thần Kim Cang quản lý cái chuyện thì thiền tông này. Thì nên an vị Phật. Rồi con hỏi tiếp. Con có một người bạn là Phật gia thiền tông, khi họ qua đời, gia đình họ tổ chức lễ tang theo nghi lễ của vật lý. Coi ngày giờ nhập quan, hỏa thiêu, cúng, đãi tiệc mặn, nhận tiền phúng điếu. Nếu con dùng tiền để đi viếng lễ tang này thì con có bị nhân quả gì không? Ở thế gian này nhận cái gì mình nhận cho lấy. Nhận của người ta để làm cái gì?
cái gian này có nghĩa là nhận cái tiền vật lý thì nó phải đi theo quy luật vật lý bất cứ làm cái gì. Nếu mình lấy tiền đi làm từ thiện là mình có phước ha, còn mình làm lấy cái tiền đó mình đi cúng cái cô hồn này kia là mình bị ác. Trên trái đất này bất cứ sử dụng cái đồng tiền vật lý, sử dụng vào cái gì thì có kết quả theo nấy, chứ không thoát được. Trái đất này không không có nói chuyện mà làm này không có cái kết quả, có hết, nhưng mà nó đi đâu thì sẽ biết. Còn sẽ dễ cái tiền mà ví dụ mà người mất á mà lấy cái tiền đó cũng được, dám không dám bố thí sách giải thoát rồi thì người đó có công đức hết. Nó mình phải hiểu, dám lấy cái tiền vật lý mà bố thí cho sách giải thoát thì người đó có công đức. Chứ người đó chứ người chết không có thua ai, người chết đã ta đi qua rồi, đi qua cái thế giới khác rồi, ta thọ cái quả báo khác rồi. Giờ con hỏi tiếp. Đi viếng buổi lễ như vậy và con làm gì để người mất và người sống có lợi ích? Người mất mình phải hiểu rồi, mình đừng có mình đừng có hiểu sai về thế giới này. Cái người mất á là khi đã chấm dứt cuộc đời này là thần thực thi nhân quả, một cho mình về, hai là cho đi luân hồi. Còn nếu mình ở đây mà làm cái gì mà làm cho mình á, chứ đừng có hồi hướng cho cái người mất. Cái này cái hầu hướng cho người mất ở đây là ta bị không đúng đâu. Thế giới vật lý này ai ăn lấy no, ai ai mặc áo ấm thì ấm, chứ tôi ăn người này no sao được, tôi người kia đói tôi ăn cho là không có được. Thế giới này không, bởi vì thiền tâm ra đời nói cho rõ ràng, cá nhân ai nó cũng phải là cái nghiệp hết, nặng nhẹ cũng phải nghiệp, sống theo nghiệp của mình. Bây giờ nói cha mẹ mình sanh mình ra, nuôi mình bao nhiêu tuổi rồi bỏ đi, cái đó là do cái nghiệp phải nuôi người này. Rồi mình cũng vậy, từ vợ chồng anh em với nhau cũng vậy, cái nghiệp hết nghiệp tự nhiên đi, nó quy luật. Tất cả ở đây làm vợ chồng anh em nhau hết nghiệp phải đi làm vợ chồng anh em được cho nơi khác, theo quy luật này. Một là đi hưởng phước dương, hai là phước âm, hoặc là trả nghiệp. Chứ trái đất này không có ở không được. Muốn ở không nó có hai con đường ở không chứ mới không. Thứ nhất, khi mình làm loài ngã quỷ á thì mình không chịu luân hồi, không chịu làm loài cô hồn, thì ở đâu? Ra mã ở. Khi nào gia đình lấu nhào vô ngửi cái mùi về ra mã ở hoàn toàn. Vì thế mà nó có cái lực. Bây giờ gần Tết tôi mới nói cái chuyện này, tại sao 30 Tết đó, ở trong Nam gọi là rước ông bà, ở ngoài Bắc gọi là rước tổ tiên. Ông bà ở đâu? Không lẽ trên trời rước xuống? Không xuống được. Ở ngoài mã đó, ngoài mồ rước vô, ăn 3 ngày rồi tống cổ ông bà đi, mùng 3 tống cổ đi. Thế giới này nó, bây giờ mình nói con cháu nó nghịch chứ, 30 rước ông bà, mùng 3 đẩy ông đi. Ông ở đâu rước? Ông ngoài mã mới rước vô. Nếu ông còn ngoài mã, còn nếu mà xong rồi chứ đuổi ông đi. Mùng 3 đuổi ông đi ra mã lại. Cái này đạo Phật Thiền Tông nó mới nói rõ ra này. Bởi vì cái rước ông bà nó thật ra là tại cái nó quen rồi, chứ không phải. Bây giờ nếu mà nói ông bà mình chết mong là ở ngoài mã rồi sao? Mình suy nghĩ sao? Nếu ở đây xong kêu ông bà ở hoài đi, bảo hoài phải cúng cho ông ha. Rồi thôi đi ra ngoài khỏi cúng. Bởi vì cái thế giới này nó lầm ở chỗ này. Làm cái loài cô hồn nó có 3 cái nơi đi chứ không phải mà 2 cái mà theo cái lời dặn dò nói. Vì cái lời này chưa có nói ra được. Dần dần nó sẽ chỉnh ra cái phần này. Thành ra khi mình mất ở trái đất này qua là quy luật nhân quả luân hồi. Một là anh giảng sanh, hai tả nghiệp, ba ở trong dòng tộc hoặc là ở làm cô hồn. Thế giới này nó có luân chuyển không cách nào. Còn vấn đề mà tôi nói thiệt, cái cô hồn á, tại làm sao mà nói là cô hồn nó không bị nhân quả là lý do. Khi nhân quả nó con người ta luật pháp trị tội mình bằng thân tứ đại mới trị tội được.
còn hình bằng điện từ sao nó tiện. Vì thế mà nó có nhiều cái chuyện, và tôi không nói ai, tôi nói chính xác ai chứ, tôi nói này rất nhiều người nghe tự hiểu. Cái ông kia mê tín, ông nội nhập xác vô, ông ra ông nói tầm bậy, công an bắt ổng, chứ có bắt cô hồn được đâu. Hoặc nói tầm bậy, cái người kia đánh lợi, thì đánh cái ông nói tầm bậy chứ, vừa đập một cái rầm là cô hồn xuất liệt. Cô hồn ở trong đó nó cũng chịu không nổi đâu, quánh, tuy là quánh xác thật này, nhưng mà nó mang, nó vẫn bị nè, nó bị thương mà, nó sợ lắm. Vì thế mà có cái trường hợp là tôi nói nó thì tự muốn tìm hiểu thôi, thề thốt gì ta, cái ông đó nó bị đóng đinh, vừa đưa cái búa đâm cái rầm ông kia xuất ra liền, cái hồn xuất ra liền, để ông này la liền, một lúc chưa xuất không la nha, mà khi đóng một cái la liền, đó là cô hồn á. Mình phải hiểu ai mà gặp cái trường hợp này, bởi vì tại làm sao mà cái người bị dâm nhập đánh cái người này chết bỏ, nó không la, nó sợ, vậy cái roi nó nhẹ. Bây giờ cái người nhập trong, ai thử vậy là muốn trị nhập trong dễ lắm. Ngồi chỗ này lấy cái đinh để vô ngực, bắt đầu đưa cái mặt, đưa bố nó xúc ra liền, khỏe cần đánh, nó sợ cái đó. Đó, thử lên, bất cứ ai bị dập dâm gặp khỏe có làm cho đó, để cái đinh ở trước mặt này, lấy cái búa đóng là giả bộ đấm gần tới nó xuất liền á, giả chừng ba cái nó xuất ra liền, nó la liền á, thấy nó la là nó hết bệnh á. Đó là cái mèo trị dâm nhập. Nó trong đầu Phật nó chỉ cái này, nhưng không có phổ biến nhiều, không biết được người ta được đánh lỡ tay tâm nó đập nó chết luôn rồi đâu. Giờ nó hỏi tiếp về. Thưa thầy, chất liệu để tạo ra công đức là gì ạ? Chất liệu hả? Thì đã công đức giúp người ta giác ngộ giải thoát là có công đức, chất liệu gì? Giống như cái chất liệu gì tạo phước đức thì giúp ta an vui, có phước đức đó là chất liệu gì? Cái đó là chất liệu vô hình của thế giới vật lý. Nhận người ta thì gọi là ác đức, đưa người ta lên gọi là phước đức, rồi vậy thôi. Còn mà đẩy người ta văng ra ngoài khỏi hút âm dương là công đức, chứ cái này chất liệu gì? Nhưng mà cái này tuy không hình dáng nhưng mà nó có cái lực. Ví dụ mình có công đức mà tự nhiên đi về Phật giới được, còn có phước đức thì lên trời ở được, còn ác đức thì có đường xuống địa ngục được. Chất liệu gì? Đây là cái quy luật thế giới vô hình, nhưng mà sự thật nó vô hình chứ nó có chứ không phải không đâu. Vì có, ở thế gian này nè, ví dụ tại sao mình có phước đức, ông có phước đức làm gì cũng giàu hết á, còn phước đức là làm hoài cũng nghèo. Là cái gì? Cái đó cái vô hình nó đưa, mà nó đưa cái hữu hình của mình là được tiền vàng, còn cái công đức nó không được gì, nó về bởi nó định hình ngôi nhà pháp thân dòng kim thân Phật đó. Thì thế giới vật lý này ở đây thì nó kết quả âm dương, còn ra bên kia nó kết quả theo cái điện từ quang của Phật giới. Rồi con hỏi tiếp đi. Ngày trước khi ông mới công bố ra ít người biết đến thiền tông, con về chùa cảm nhận mọi người ở chùa rất thân thiện, không sử dụng tánh người nhiều và chùa rất thoải mái. Từ khi thiền tông công bố và phổ biến rộng, nhiều người biết đến như hiện tại, thì khi về chùa con cảm thấy chùa thiền tông không khác gì chùa vật lý. Ví dụ mọi người chia bè phái, phê bình khen chê khuyết điểm lẫn nhau, có sự phân biệt giữa người cũ và người mới, ỷ vào sự biết thiền tông sớm nên thường ngã mạn lên cao. Trong việc tạo công đức tại chùa cũng có sự hơn thua, phân biệt tranh giành, ghen tị lẫn nhau. Khi chứng kiến những việc ấy, con học thiền tông, con cũng hiểu đó là do tánh người làm. Con nhìn những việc làm như vậy để tự soi lại bản thân mình và tự nhủ với chính bản thân rằng không được làm những việc như vậy. Nhưng đôi lúc khi tiếp xúc với những việc như vậy, chính bản thân con đôi lúc vô tình cũng bị cuốn vào những việc như vậy. Hiện tại thầy đang còn sống mà như vậy, sau này thầy mất thì chùa sẽ ra sao đây? Xin thầy cho con lời chia sẻ về vấn đề trên ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Cái
mình đó là mang theo tứ đại thế giới thiện trí. Vì thế mà truyền thiền mà cái năm người đi tới còn chín lần rồi là chín lần đừng thua. Bây giờ tất cả những cái gì nó phải có cái nội quy, vì nó có cái quy luật của nó. Vì thế mà đây này cố gắng các bạn. Vì giờ bản nội quy trong nội quy nó có quy định vậy nè, nếu mà hơn thua tranh giành thì bị các bạn cái ban quy luật nó họp, người nào một lần cảnh cáo thứ hai lần đầu thì cảnh nhất nhở, lần hai cảnh cáo, lần thứ ba trục xuất ra khỏi chùa. Cái nội quy vừa gắn dán đầy chùa đó. Vì thế giới vật lý này bắt buộc phải có cái này. Là vì bởi người ta sử dụng đánh người. Bây giờ mình nói á, tại làm sao người tu đạo Phật là từ bi mà mấy ông thầy chửi, tu đạo Phật mà còn chửi là sao? Thì ta sử dụng đánh người thì ta chửi mình thì đâu có sao. Thế giới này ta sống cái gì mà nếu mà thiệt thòi người ta thì ta chửi là đúng. Mình không trách được thế giới vật lý, không có trách ai được hết, đừng phải lo cái chuyện đó. Còn khi tôi mất thì tôi có cái nội quy đem ra áp dụng. Nhưng mà tôi nói thật á, cái chùa này cất ra để công bố quyền ký. Khi công bố xong rồi, cái chùa này trở thành cái di tích công bố thôi, chứ không còn thiền tông không ở đây, đang nói chạy đi. Người nào nắm được cái mạch vừa thiền tông sẽ kéo đi. Mà nên nhớ rằng có kéo đi cỡ nào mà con người thì nó phải là 95% là tánh người, có 5% tánh Phật thôi. Đó là phải hiểu thế giới này, đừng có trách. Mà giờ mình tìm được cái này thì mình chịu khó mình hiểu để mình tự mình chạy về đi. Còn cái chuyện đừng có tranh luận với người ta làm gì, nó chửi kệ đó, tại nó tánh người. Thì mình chỉ nói với người ta nè, ví dụ mình tới mình gặp nó, thôi bỏ cái tánh người thì chửi tánh thật. Người này chỉ nhắc nhở một phần nhỏ vậy thôi, cái người đó tự nhiên người ta nhớ liền. Thôi đừng có sống tánh người nữa, lo tánh Phật, đi về ngồi đây không chịu buông mà cứ là hơn tôi. Nó mình nói về người ta cũng nhục, người ta cũng bắt cỡ ha. Thế giới lời vậy là chùa thì chùa vật lý có quy như đã là, còn chùa thiền tông cũng có nội quy nữa. Bởi vì có 5% mà 100 người có 5 người sống đến Phật, còn 95 người sống đến người thì phải có nội quy. Đây học hiểu tạo công đức về là vậy thôi, chứ đừng có chê người này khen kia chi nó mệt lắm. Khen bởi vì chùa thì tông tại sao mà là ta không dám cất lớn, cất nhỏ vừa đủ một cái thời gian bao nhiêu năm nó sập là bỏ luôn. Còn nếu muốn phục hồi lại là làm di tích thôi, chứ không có dạy quản, chứ không có dạy được cái gì trong này đó. Đâu nó hỏi tiếp đi. Con có đưa sách thiền tông cho ba con đọc, nhưng mỗi khi ba con đọc sách đều có hiện tượng là buồn ngủ, không thể đọc được hết cuốn. Xin bác cho con hỏi nguyên nhân tại sao như vậy ạ? Âm nhiều quá nên vậy thôi, chứ đâu có gì hỏi. Bây giờ thế giới ẩn lý âm dương, âm là nó dương, nó chịu ngủ, nó phải ấy. Bây giờ mình buồn ngủ là tại vì mình ép. Đừng có nói kiếm mấy cái ông thầy mà đừng để giải đáp đây mà mấy ông thầy bùa dám vô ngồi hỏi, quan cỏ không dám đâu. Âm nó vậy, âm dương hai cái nó nén nhau, nó nén thằng âm chịu ngủ, nó phải ngủ thôi, nó không dám xuất. Mà dù còn ép nhiều á, nó khùng luôn á. Thế giới này đừng có làm. Thế giới âm dương, dương nhiều kêu bằng là âm thịnh thì dương suy, dương thị thì âm suy. Nó có vậy, thế giới vật lý nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Ba mẹ con không tu thiền tông, con muốn đưa lời dặn dò để chỉ ra các con đường luân hồi sau khi mất cho ba mẹ con biết, để nếu họ không tu thiền tông mà sau khi mất thân sẽ biết mà vào dòng tộc, chứ không đi vào làm loài cô hồn. Như vậy có được không ạ? Nhưng con sợ họ không tin và phản đối. Vậy con phải làm sao, như thế nào cho đúng với đạo làm con ạ?
làm con, làm cha, làm mẹ, anh em đều do cái nhân quả không quay được. Thế gian này thấy thương nói vậy thôi, chứ cái nghiệp ai nấy lo. Bây giờ mẹ con đẻ ra nuôi con mấy chục tuổi rồi bả đi, đi đi làm mẹ người khác chứ không phải đi không đâu, theo nhân quả mà. Còn bây giờ nếu mà muốn về Phật giới đưa cái này không được, đưa mà phản ứng một cái nó chìm sâu nữa. Mấy cái thế giới này không có nói ai được hết á. Cái thế giới vật Thiền Tông ra đời nói ai muốn tu thì tu, tu thôi, không ép, ép một cái nó phản. Bây giờ người ta đang sống bình thường đưa cái này ta tức, rồi sao nó tức giận một cái đi vào chiều sâu nữa, đừng có làm cái này. Ví dụ có để cho cha mẹ nghe thôi, nếu mà ông bà mà có cái công đức thì mới thích, còn không có thôi. Thế giới này bởi vì nhân quả gieo với nhau mấy chục năm rồi đi, vợ chồng cũng vậy, ở được mấy chục năm rồi xong rồi đi, đi qua lại chuyện khác. Thế giới nhân quả chứ không phải ngồi đây mà đừng có lo chuyện này. Nhưng mà làm con làm cháu phải lo là đúng theo thế giới này, nhưng mà mình lo, mình nên nhớ một điều bình thường, đừng khi ép một khi bắt tức nó bà nổi sân, bà nổi sân rồi là kia phước đức bà cũng bị đốt, chứ đừng có lấy cái công đức ha. Đừng, cứ bình thường mẹ con vẫn nói, thích thì nghe, không thích thôi. Bởi vì cái duyên số mà đến đây làm chồng, làm con, làm vợ gì đó, thời gian đúng rồi đi hết. Bởi vì nên nhớ là khi mà mình hết nghiệp rồi tự nhiên đi à, không phải mình muốn đi đâu, chồng có thương cỡ nào cũng đi, làm thần kéo đi rồi hết, rồi hết nhiệm vụ đi chỗ khác đi chỗ khác làm nhiệm vụ khác. Thấy không? Giờ hỏi tiếp đi. Hai vợ chồng con đều tu Thiền Tông và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện Thiền Tông với nhau. Ví dụ, nếu người nào đưa sách và giúp được người nào đó mà họ đã đạt được đến trình độ như thế nào, đều kể và chia sẻ với nhau cùng nghe, cùng góp ý để cho việc tạo công đức tốt hơn. Con nghe bác nói là công đức mà chỉ cần kể hay chia sẻ với người đối diện về việc mình đã làm là bị bôi đen liền. Vậy trường hợp hai vợ chồng con thường chia sẻ cho nhau những câu chuyện liên quan đến việc giúp người khác để tạo công đức như vậy, thì công đức có thật sự bị bôi đen hay không ạ? À? Hai vợ chồng con tuyệt đối không nên chia sẻ cho nhau bất cứ việc gì liên quan đến việc tạo công đức của nhau, phải không ạ? À? Nói qua nói để bổ túc cho nhau cái cách tìm cái tạo công đức thì được, chứ đừng có tranh luận về cái công đức. Tìm cách tạo cách bình thường thì được, nhớ đừng có tranh luận. Thì nên nhớ là công đức bị bôi đen là do cái ngã mình nó nhảy ra đó. Cái ngã mình nó nhảy ra nó bị gì ạ? Nó trào lên. Cái ngã mà nó trào ra một cái là tất cả công đức bị bôi hết. Cái giới vật lý này nó nhạy cái vụ này lắm. Cái phước đức còn khó, chứ còn ở cái phước đức là khó mà khó phá, chứ còn cái công đức. Vì thế mà trong kinh có nói là nếu mà ai mà có công đức á, mà chỉ nổi sân thì công đức bị cháy hết, cháy đen hết á. Nó phải hiểu cái thế giới này. Phước đức nhớ là không phải phước đức, không phải phước đức không ăn thua. Thế giới này nó là vậy. Phước đức, ác đức thì nó là quy tắc nó vậy. Nhưng một cái công đức, tại sao mà nói là trong kinh thường nói là nổi sân đốt cả rừng công đức, là đốt cái chỗ này. Mình chỉ cần khơi một cái, mình có công đức nó bồi hết. Phải để ý cái chuyện này. Còn vấn đề mà hai người bạn nhau để mà tìm cách trong sáng thì được. Đừng có hơn thua, mà đừng có ép người ta. Mấy cái Thiền Tông nó ra đời á, không ai đồng ý đâu. 1000 người chửi hết 999 người luôn, chứ không phải có một người thôi. Hầu Đức Phật nên nhớ đi, mấy ngàn người bỏ đi, còn trăm mấy chục ngàn mấy trăm người mà cũng chửi ông. Bởi vì cái thế giới vật lý này phổ với này khó lắm, khó, khó cực kỳ khó. Mà bây giờ cái nhiệm vụ Chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra là phải phổ biến thôi, chứ cũng không có mong ai mà tu cái này đâu. Làm sao tu được thế giới vật lý này mà biểu bỏ vật lý sao bỏ được? Tham sân si mạn nghi ác kiến làm sao mà bỏ được cái này? Khó lắm. Vì thế mà cái Chùa Tân Diệu phổ biến ra, công bố ra để biết. Thứ nhất, đừng có mê tín gì đó.
Thứ hai, biết đường về Phật giới. Thứ ba là trên cái đất này mình hiểu hết á. Không có nhiều vậy thôi, chứ không có là không có cái gì mà nó khác hơn ba cái này đâu. Thành ra bây giờ mình được có nghe được thì cố gắng tự tìm hiểu rồi đi về. Còn cái chuyện đừng có tranh luận ở trên đây đất, đừng có tranh luận. Đã mình muốn mình sợ nhân quả này, bây giờ 10.000 năm mới nói một lần, mà mình mai là ở gần cái chùa Tân Hiệu. Chứ nếu mà bây giờ mình mà ở bên Trung Quốc, nếu mà mình là người Việt Nam ở bên Mỹ đi, làm sao có được nghe cái này không? Đó, thành ra mình cũng chú ý là nên nhớ rằng mình hiểu được này thôi, mình âm thầm mình giúp người ta. Vì thế mà Đức Phật bảo là một người thiền tông không có lưu dấu vết, không được nói anh tu thiền tông, anh tu là anh chết chật chật đó. Nó tu xưng tu thiền tông là chết đó. Cái ngã nó ra liền. Rồi bao nhiêu xung quanh nó dây mình, cõi âm, mười âm không, làm sao chịu nổi cái này. Vì thế mà tại sao mà nhiều ông thầy chửi tôi làm thinh tôi không nói. Tại vì tôi biết ổng là cô hồn chữ, thì không lẽ mình chó sủa mình đi sủa lại. Mình biết tôi kệ, tại người ta làm chó ta sủa tôi kệ người ta à. Chứ mà mình ta sủa mình sủa lại cũng như không ăn thôi, mà để người khác sủa. Thì tôi nói về nó đụng tới mấy người sủa. Rồi hỏi tiếp đi. Trên cơ thể con người có 365 huyệt, nhưng chỉ có một huyệt dương, và khi tánh Phật rời thân tứ đại từ huyệt dương này phải không ạ? Nghiệp à? Huyệt. Huyệt. Đừng có theo mấy cái ông vật lý. Huyệt là ta để ta trị bệnh, thấy không? Còn mình là trị bệnh gì? Mình bị cái này là mình, Đức Phật dạy cái rõ ràng thế giới này nó là vậy, mình thoát ra thôi, chứ đừng có xài cái quyệt ở đây. Mấy ông bấm quyệt là mấy ông đồng y. Cái này không có xài thế giới gì lý. Mang thân tứ đại có quyệt chứ, mà mang thân của hồn làm gì có điện, tính điện tượng dương làm gì có quyệt. Nó có tuần hoàn, nó có quyệt, còn mình cái kia nó có tuần hoàn mà nó chỉ suy bằng điện thôi. Nhờ có hỏi tiếp đi. Và các vị Phật Bồ Tát có chấm son trên chán là ám chỉ huyệt dương này phải không ạ? Nè, mấy cái ông thợ ông dây thôi. Có nghĩa là tất cả Bồ Tát hay cái gì ta dịch để cái điếm son này gọi là tượng trưng cho Phật nhãn, ở thiên nhãn. Thiên nhãn là ta nhìn, ta dùng cái điện từ âm dương với cái tần số đó. Muốn thấy cái đó ta phải tập trung được cái chỗ này nè, nhìn thấy đi. Thì đâu có, đó là thiên nhãn, tượng cho thiên nhãn. Chứ đây chưa phải thiên nhãn nổi đâu. Chỉ có trong phim nó có thôi, chứ không ở thế gian này không có thiên nhãn đâu đấy. Nhưng mà có ở thế gian này nó có huệ nhãn, có huệ nhãn nó nhìn thấy được cõi âm đó, là mấy ra rồi. Mình đừng có ham. Cái đó là cái cõi, cái tầng thấp của hồn đó. Còn cái tầng mà nhìn thấy được cõi trời, không có thấy được. Nhưng mà bây giờ khoa học nó có nhìn thấy, nó có cái dĩ vọng kính nó hấp bồ đó. Nó xếp 120 cái mắt kiến vô nó thấy hàng ngà cái hành tinh đó. À, cái đó nó thuộc về thiên nhãn vật lý. Còn cái này là thiên nhãn mà gọi về điện từ, chỉ có một Phật toàn năng toàn giác mới làm được này thôi. Mà nên nhớ rằng 10.000 năm mới có một vị, còn bây giờ ông nói lại cho mình nghe, mình nói lại cho vui thôi, chứ mình cũng không phải thiên nhãn gì đâu. Nhưng mà khi mình nghe được ông phân tích cái này thì mình rất hay, rất có lý. Hồi xưa mình không biết, mình mù, cái gì cũng đinh. Bây giờ nói là trái đất này nè, phải hiểu là ngũ thú tập cư, loài thần thực thi nhân quả, loài cô hồn dẫn đi rong chơi, dẫn đi mê tín, loài cô hồn dẫn đi mê tín. Tôi nói vậy là ai muốn hiểu sao hiểu. Thần thực thi nhân quả, lời thần là cô hồn dẫn đi mê tín. Chỗ nào mê tín là mấy ổng á, tôi nói thật. Còn mình không mê tín thôi đừng tới, thấy không? Thành ra thiền tông nó ra để nói chuyện rõ bản chất con người của mình. Hồi xưa là ai biết cái, nói là có Phật tánh, không có ai biết Phật tánh là cái gì. Rồi nhiều tay đó mới tu để thấy Phật tánh thì mới vô núi tu. Tu và ba bữa nó thấy Phật tánh liền. Nhưng mà không phải Phật tánh mà nữa, là cái tánh gì.
trong núi thì có hồn nó ở nhiều, thì nó vào đó thì nó giúp mình. Vì thế mà tại sao người ta vô núi ta tu nó linh, thì có hồn ở đó nhiều. Tất cả đất núi mà núi đá thì thần ngự, núi mà đất pha đá có hồn ngự, phải hiểu chỗ đó. Thì nói đây rồi thì ai muốn tu mà hiển linh thì vô núi tu, hiển linh cấp tiền bảo đảm, bán nhà lên núi đi, rồi chui vô cái hang núi ở đi, tu chừng ba bữa thấy đủ thứ hết. Nhưng mà nên nhớ rằng thấy chừng ba ngày sợ chạy xuống, nó không giải quyết được vấn đề mình ham muốn. Rồi hỏi tiếp đi. Mẹ con không tu thiền tông nhưng bà đã đọc hết bộ sách và tin theo pháp môn thiền tông này. Vậy con có thể cho mẹ con nghe lời dặn dò dành cho người đạt bí mật thiền tông để mẹ con biết được không ạ? À? Bây giờ cái lời dặn dò nó phổ biến ra rồi, phổ biến rộng rãi. Nhưng mà đừng có ép người ta. Hỏi mẹ thích thì nghe, cho nghe, không thích thôi, đừng ép. À, còn nếu mà đưa đó là tình cờ đưa, nó về cái này hay quá mẹ nghe, nghe đi coi sao, đừng nói gì hết. Chừng nào bạn nghe mà nó hút vô thì bắt đầu tiến tới dẫn qua đi tiếp. Còn nghe bữa nay đưa ngày mai cái ở thấy mình bà né, rồi đừng có nghĩa là bắt chịu không nổi bà né. Vậy tại sao cái chùa Tân Diệu ít có người tới, mấy người tu thiền tông mới tới, chứ mấy cái chùa kia mấy người mà tu cúng ra đây không dám. Bởi tự nhiên người ta nghe nó làm sao ở tâm đó. Vì thế mà tôi nói là mấy ông thầy á vô đây cũng xin xăm bớ quẻ hoài đó, trước khi chưa phổ biến thiền tông là mấy ông chuyên môn làm cái nghề này mà đâu có nói, đâu có dám nói đâu. Mà khi công bố hoàn toàn một cái đi hết luôn, từ lúc đó không thấy ông, mấy ông thầy giảng vậy lai giảng tới hồi xưa là biết bao nhiêu người tu về cái tới dữ lắm. Bây giờ đã công bố rồi, tôi đi kiếm ông trốn luôn á. Nó mình phải hiếp, tại người ta âm, cái dương thấy người ta sợ thì thôi, cái quy luật vật lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin thầy chia sẻ giúp con về việc con phải tránh làm phước đức ở trong gia đình lẫn ngoài xã hội ạ. Là gì? Xin thầy chia sẻ giúp giùm con phải tránh làm phước. Tránh làm phước hả? Dạ. Suy nghĩ gì? Cái đó do mình ra suy nghĩ gì? Ở đó biểu là làm phước rồi để này kia đó. Thì bây giờ mình cũng cho, bây giờ nếu nó đúng ra mình ở đây mình làm phước cũng đâu có sao. Làm phước để chi? Để cho cuộc đời mình nó khỏe. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, hồi đó mình không biết 10 đồng làm phước hết 10 đồng, bây giờ biết làm 2 đồng còn 8 đồng làm công đức. Chứ giờ sao tránh? Thế giới này không có tránh được. Mình đi chơi với người ta làm gì mình làm đấy, nhưng mình đừng có dính thôi. Hồi xưa mình không biết phước đức ác đức công đức là cái gì, giờ mình biết rồi mình làm đúng thì nó khỏe rồi. Mà mục đích là gì? Đời này cố gắng làm để mình đi về Phật giới, để mà trở về. Còn nếu không có cái thiền tông đó, nó qua rồi một cái thì không có cách nào trở lại nữa. 10.000 năm, biết 10.000 năm rồi mình có không? Mình có còn mặt ở đây nữa không? Hay là mình đi đâu? Rồi mà mình đi vô làm loài thực vật sao đấy, 1 tỷ năm nó mới ra rồi sao? Mình lường gạt mà lấy mình ở vô thực vật 1 tỷ năm mà còn tính đi. Là mấy cây mà cái nổi cây mà mấy trăm năm không rồi chết được mà. À, mình phải hiểu. Bởi vì tại sao trong kinh Đức Phật cũng nói là một khi mà mất thân người, muốn trở lại thân người khó còn hơn con rùa mù tìm bóng cây ở giữa biển mà tìm bóng cây trên núi. Mình phải hiểu bây giờ đó thì mình cố gắng mình suy xét cho kỹ. Cái thiền tông này không bắt mình tin, nhưng phải có cái nào ông nào dạy hay hơn cái này thì mình tìm ổng, còn không có thì mình bám này, mà bám cái này bằng trí tuệ, đừng có mù. Nhớ là thiền tông không cho tu mù, tu phải gọi là anh hiểu cái đó. Vì thế mà Đức Phật kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật bảo là nếu mà nghe Như Lai mà hiểu đó, thì đúng, còn nghe Như Lai mà không hiểu rồi tin lại rồi ổng là ổng nó chửi ổng, nó sai liền. Bây giờ nói đạo Phật là giác ngộ, tôi cạo cái đầu để tôi tu giác ngộ vậy đó, mà không giác ngộ tôi có gì? Trước mắt phải giác ngộ, mà không giác ngộ tôi có gì đây? Rồi bà lời tầm bậy tầm bạ rồi không
giác ngộ cũng đỡ, cái lo giác tiền không thì giác là đủ thứ làm sao. Thì cứ bây giờ lâu quá thì ổng có chỉnh lại mấy ngàn năm ổng nó không phải chỉnh lại chứ, cái kiểu này nó giác, cái kiểu này nó giác tiền không, nó không chịu giác ngộ. Thì chùa Thiền Tông Tây Diệu có bổn phận là phải giải thích giác ngộ chứ không phải giác tiền, không phải giác danh giác lợi. Cái này trong chùa này cũng có cái chuyện đó. Vì thế mà nãy vô đây đừng có cãi lộn, cãi lộn đừng bị giác cái danh nữa rồi, thấy không? Nó khổ là cái này, thành ra nó khó là phải có cái chuyện này. Thì thôi bây giờ, bây giờ này ông Phật ổng nói là từ ngày, từ khi mà ổng nói cái chuyện này ra, hầu đời ổng có mấy người đó, mười mấy người thôi, nhưng mà bây giờ rất nhiều. Nếu tính ra, tính ra yếu chỉ thì tông giờ có 7-8 ngàn người được, phải không? Còn mấy người này người ta biết là chưa cắt nữa sao? Rồi những người bí mật Thiền Tông, rồi Thiền Tông không không thiền á, chắc chục ngàn người chắc ít lắm. Mà giờ nếu mà tuy có một chục số người đông vậy, nhưng mà bao nhiêu người về được, bao nhiêu người mà họ lợi dụng cái này rồi họ đi à, nó đi làm cái loại mà nó nhận mình đi sâu nữa chứ không phải đâu. Bình thường có người bình thường á thì tạo phước đức mình đi rất dễ, còn cái này nó không tạo phước đức được mà nó quay ngược rồi nó ra đẩy mình vô trong cái loài cỏ cây hoa lá khúc nó chết. Tức là cỏ cây hoa lá không có ngày giá đâu. Bởi vì tại sao cỏ cây hoa lá nó mọc nhiều là tại vì con người ta nó ham nhiều quá, nó phải vô cái loài đó nó sống. Đây là thế giới nhân quả mà. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong cuộc sống đời thường không tránh khỏi những bữa tiệc mời nhau ăn uống, tặng quà hay khen thưởng, tiền khích lệ nhân viên làm việc tốt. Vậy con phải làm sao để việc đối nhân xử thế đó không ảnh hưởng đến con đường giải thoát của con? Mong chú chỉ giùm con. Cái này là nè, cái ý á, hỏi cái ý thôi, nói vòng vo quá. Là ý... trong cuộc sống thì có ăn uống tặng quà khen thưởng nhân viên đồ, muốn sao cách nào để không dính về con đường giải thoát mình tu theo Thiền Tông mà không dính mắc vậy? Thế giới này ăn uống thì cứ ăn uống, có gì ăn đấy, ăn mặn ăn chay không thành vấn đề. Nhưng mà quan trọng là ông thần đừng có nắm mình, khi mình chết ông đừng có nắm mình thì mình giải thoát á. Chứ mà ăn chay mà ông nắm cứng ngắc thì cũng như không. Ông ăn chay mà làm thuốc là sao? Ông nắm nó phân mì gì nước cực lạc á, ông ném mày lên đó đó. Còn bây giờ cái thế giới nhân quả vật lý này là gì? Thần thực thi nhân quả, khi mình mất rồi nhìn trong bóng thân mình nó hoàn toàn công đức ông Phật không, ông thần không dám nắm. Thì nó thôi giờ tôi bái sư phụ về đi, tôi không dám rớ sư phụ nữa. Thiên thần kêu mình sư phụ là khỏe đây. Tụi mình bắt đầu mình rơi, mình rơi. Khi mà mình có công đức mình rơi không thể sợ giả. Chừng nào mình có công đức phước đức ngang nhau mới sợ giả. Cho ông thả mình ra, bởi vì khi trưởng dòng tộc đó, khi vô đây mượn thân hỏi vậy chứ chừng nào về đủ. Nói tôi thời gian ngắn rồi, hỏi thời gian ngắn bao nhiêu. Ông nó cũng ngắn không bao nhiêu. Rồi đi vô đây cái lên trời ở đâu 100 ngàn năm. Ủa cả 100 ngàn năm mình sẽ giờ còn lại đây đi mượn tiếp. Lên đến 100 ngàn năm trước đây, ôi cho tôi mượn thân khác đi. Ô, anh hứa tôi có chút sao đi đâu rồi. À, ông Thế Cha đã nói là vô đây tưởng gì lên tuốt trở nở 100 ngàn năm, 10 ông Phật ra đời rồi mà chưa chịu về đó. Rồi bây giờ ông hỏi rồi thôi vô cho mượn tiếp rồi cái đi. Rồi lâu quá thấy đi kỳ này hỏi sao xuống đệ địa ngục ở dưới. Ủa sao đâu mất rồi không thấy, không thấy cái này coi sổ bộ không thấy, nằm tuốt dưới đen thùi dưới rồi sao thấy được. Đó, rồi đi cả mấy tỷ năm rồi mới tới đây là mới trình diện. Ông nói ờ nếu có tôi về đi chứ đừng khỏi, đừng có khỏi chào hỏi tôi về mắt đông đó. Mình thế giới vật lý này nó phải hiểu nguyên tắc đó, làm sao ông thần quản lý đừng nắm mình là mình về giải thoát chứ không có cầu xin lại lục bài đó. Rồi con lại tiếp đi. Luật nhân quả con người bị bệnh tật cũng là do nghiệp, vậy người dùng thuật bùa chú cứu chữa khỏi bệnh cho người khác là vi phạm luật nhân quả, thì người cứu chữa đó có bị nhân quả hoặc lại mình không ạ? À? Là thầy bùa hả? Thầy bùa chú hả? Cái là do cái thì mình tạo ra cái nghiệp.
mình mà bị bùa không phải là ở đâu, là do mình mê tín, mình thích nó mới vô, mấy cái dông nó mới vô, mấy bùa ngải nó mới vô. Mình không, mình mà đừng có thích cái này làm sao nó làm mình được, thấy không? Còn cái vấn đề mà người ta, cái nghề người ta sống, ta chấp nhận cái nhân quả này, ta chấp nhận vì cái đồng tiền và cái danh người ta mới làm cái này. Chứ bây giờ nói mấy ông thầy xưng cho luôn, cứ hỏi là ổng cũng nói giác ngộ giải thoát, nhưng mà ổng nói cái miệng thôi, chứ ông là ổng đâu có chỉ đâu. Mình phải hiểu tất cả nghề trên thế gian này đều mang nghiệp hết. Nghề gì? Từ bác sĩ, kỹ sư, giờ tầy bùa, tầy ngải, hoàn toàn nghiệp hết. Không có, gọi là có nghiệp dương hoặc nghiệp âm thôi. Nhưng đặt trên cái đất này hành động, trong kinh, trong kia Địa Tạng thì Đức Phật nói là chỉ một máy động là đã mình có nghiệp rồi, nên nhớ đi. Nhưng mà có nghiệp cỡ nào không cần biết, mang công đức ông không ai thực thi nhân quả là tôi đi vô trong trung tâm nhân hành luân hồi thì nghiệp phước dương phước âm là tan hết. Nó là điện từ chứ có gì đâu, dương thì nó cũng cấu bằng điện từ, điện từ dương, âm thì nó cấu tạo điện từ âm, vô trung tâm nhân hành là nó phá hết, nó trở về cái bản chất của nó hết. Thì mình tính Phật và khấu công đức về. Còn cái kia thế giới này gì thế mà vô trong đó thì nói là mới thốt ra một câu là nghiệp chướng bổn lây không. Cái chướng nó không phải do thế giới này nó tạo ra. Mình vô đó mình mới vô đó thì cái nghiệp chướng nó không thấy, nó tan ra mà. Thì Phật giảng ra mới thốt được cái câu này. Giờ con hỏi câu này nó có ý như thế này này. Một người là bị bệnh đó là do nghiệp. Nhưng mà một người mà khi mà dùng bùa chú mà cứu cái người bị bệnh đó, cái người dùng bùa chú đó có nhân quả hay không? Cũng nghiệp luôn, nhân quả luôn. Cái đất này đừng có mong, không có mong cứu ai được trời trời. Cái nghiệp người ta là phải chịu thôi. Bây giờ cái nghiệp nó đổi bằng cái phước, cái nghiệp đó đổi bằng phước được. Với điều kiện giống như mình bệnh, mình không có tiền, mình chết á, còn có tiền hết bệnh là cái phước, cái phước nó cứu mình. Trong thế giới nhân quả này thì nó trao đổi bằng nghiệp âm nghiệp dương, chứ không phải là nó cố định. Giống như mình bệnh mình không có tiền là mình chết, còn có tiền sao chết. Mà nếu mà cố định rồi, khi mà định nghiệp rồi phải chết, hết tiền cũng chết, định nghiệp là phải chết. Rồi hỏi tiếp đi. Từ khi con tu theo pháp môn Thiền Tông thì trong cuộc sống hàng ngày con âm thầm cái nhìn từ bên ngoài cũng như bên trong. Con thường hay cảnh giác và không thân thiện với những người ham danh mê lợi và những người có điện từ âm quá dày. Và đối với người bên ngoài thì con thường hay tránh né họ, và người nhà thì con thường hay im lặng, mỉm cười và nghe họ nói để cho qua chuyện. Vậy con sống như vậy có đúng hay không? Đúng rồi, chuyện của mình làm, chuyện người ta ta làm, giúp đỡ được người nào thì giúp. Cái thứ nhất cái Thiền Tông đừng có nói bếp xếp cũng được, thấy không? Ai cần mình giúp cần thôi. Nhưng mà bây giờ muốn giúp người ta là cái gì? Có cái máy quyển sách cho người ta mượn rồi, thích thì giúp người ta, không thích thôi. Đừng có khuyên một cái lời nào hết á. Thấy đọc hay quá người ta hỏi tiếp thì mình trả giúp người ta, không hỏi thôi. Mở đường lễ thì bắt đầu đưa cuốn sách, mới gặp mặt mình nó đem nó trả, rồi là viết rồi nó ghét rồi, thấy không? Mình thế giới này phải vậy. Cái Thiền Tông này không khuyến người ta tu vật lý mà tu kêu gọi nha. Tất cả những người vật lý ưa thích kêu gọi, ưa động viên, khuyến ăn chay rồi đi chùa này chùa kia, cái đó có vật lý. Còn cái mà vấn đề Thiền Tông hoàn toàn không có khai cái này. Ai tu cũng tu thôi, muốn biết tôi chỉ cho, không biết thôi. Giờ con hỏi. Từ khi con theo Thiền Tông và hiểu được lời Phật dạy thì từ đây ngày càng con càng bị nhiều người ghét. Mặc dù con không làm gì họ, và cả lời nói cho đến hành động, nhưng trong cảm nhận được là
họ không ưa gì con, mặc dù con không nói trước mặt, không nói trước mặt con, nhưng con vẫn biết, mong thầy phân tích cho con hiểu. Hồi trước á, mình tu vật lý, người ta đi 10 chùa rủ mình đi đủ, giờ mình rủ người ta không đi nữa, ghét rồi phải rồi. Không nói, nhưng mà hồi xưa là rủ cái gì làm ở đây, giờ rủ 10 món không làm món nào nó ghét rồi phải rồi. Đó là thế giới này nó là vậy, thấy không? Còn nếu mình nói thẳng là nó đánh mình luôn, chứ nó hỏi cái ghét. Giờ hỏi tiếp đi. Trước kia con thường nghe người thế gian họ nói chỉ cần nhìn thấy người này là đã không ưa rồi, và tiếp xúc với họ, khi tiếp xúc với họ vậy, có phải cái người chỉ cần nhìn thấy các người mà đã ghét họ là vì hai người này là có ân oán từ nhiều đời nhiều kiếp trước hay không? Đúng rồi, cái này là do nhân quả. Nhân quả nhiều đời thì kiếp thấy mặt thấy ghét rồi đó. Do cái nhân quả. Mà ghét lại là ông thần quản lý mình. Ông, tại vì mình ghét này đó là ông thần phải làm sao cho mình ghét, chứ đâu phải tự nhiên mình ghét. Vì thế mà mình thấy rõ nhất á, mình tự nhiên mình đang sống chỗ này nè, mình không chịu. Cái ruột gan nóng bắt đi chỗ khác, đi chỗ khác mới sống được. Là ông thần ông biểu mình đi chứ ai. Cái nhân quả nó không phải mày ở đây, nhân quả mày đằng kia kìa, hay là nước này nước kia kìa. Ông thần dẫn mình đi. Có nhiều người mà có ở đây, có nhiều ví dụ có con tự nhiên sinh nó không chịu ở Việt Nam, đồ qua Mỹ, ở qua Tây, qua Tàu nữa, là ông thần dẫn nó đi. Nhưng mà cái này phải nghiệp nó mới đi được, chứ nếu mà không có nghiệp dẫn thì hoàn toàn không phải chưa. Cái số nó ở chỗ này, nhà mày chỗ này nè, việc làm của mày chỗ này nè, thì nó mới đi được. Chứ còn không có cái quy luật này không đi được. Rồi rồi hỏi tiếp đi. Người đến chùa Thiền Tông muốn vái Phật mà công đức không bị bôi đen thì chỉ nên vái vào lúc chuông trống Bát Nhã cất lên hoặc là lúc kết thúc, có phải như vậy không? Vái ban đức Phật á. Vái đâu? Vái ở đây hả? Ở đây vái chứ đừng có lại không? Đứng trả xá ổng là con cảm ơn về lại, con hiểu rồi đó nha. Được rồi, tiếng chào cao gân cổ, ngồi nó mà quỳ lại xuống, biết đâu ổng ngồi trên với cô hồn ngồi dưới. Vừa chung cái đầu xuống, cô hồn nó rờ cái đầu mình là thua luôn á. Bao công đức như cũng bồi luôn, nó rờ được mình là công đức nó bồi. Vì thế mà cái Thiền Tông không cho lại là cái chỗ này, không cho cúng, không cho lại. Nếu cúng nó cúng thì có cho phải không, nhưng mà đúng giờ giấc lễ lập gì mới được. Còn không biết cái ngày nào cũng cúng, gõ mỏ cúng nó chết rồi. Để mà cúng cái kiểu đó là cô hồn cũng vô. Rồi sao? Mà cô hồn vô mình thấy mới về lại về nhà trúng số rồi. Tưởng đâu Phật cho, ai giờ nó dụ mình đó. Rồi mai mốt lại tiếp rồi sao? Nó bù đen hồi đầu mình đúng hay. Cái thế giới này ông Phật ông đến là ông chỉ cách đi ra, chứ không phải cầu xin lại lục ổng gì được. Lại với thế giới này, thần quản lý thực thi nhân quả, cô hồn làm hiển linh, mình phải hiểu hai cái này. Mình hiểu được hai cái này thì cái mê tín tự nhiên dẹp hết luôn. Đó, hỏi tiếp đi. Trong lúc con ngồi dự buổi lễ truyền thiền tại chánh điện hay ngồi nghe thầy giải đáp thì con rất hay buồn ngủ, và có nhiều lúc con không ngăn nổi cơn buồn ngủ của con. Có phải là do lực âm kéo con, hay con không có công đức nên mới bị hiện tượng như vậy? Do âm nó kéo chứ đúng rồi. cái âm mình nó kéo mình, giống như ở thế gian mà gọi là khi mình ăn no nó buồn ngủ. Ăn no nó nặng là con mắt nó kéo xuống, nó buồn ngủ. Còn cái mình âm nặng quá, mình nghe cái này dương nó chịu nổi, nó cũng ngủ. Dương gian âm hữu đồng nhất lý, cái này hữu hình vô hình nó giống nhau chứ không khác đâu. Đừng có lo cái chuyện đó. Thì bây giờ dưới mắt nó buồn ngủ về, cứ về cho mượn sách bảo đảm chuyện tháng sau có hai ba người nghe lên đây tự nhiên hết buồn ngủ. Có công đức rồi không có ngủ được. Còn nếu không có công đức chắc chắn phải ngủ. Rồi nó lại tiếp. Có một vị tu sĩ đã được cấp yếu chỉ tại chùa Thiền Tông và có giúp được một số vị hiểu được Thiền Tông, và thời gian qua họ gặp được trục trặc
một số trục trặc. Vậy họ phải làm sao? Tu sĩ vậy. Tu sĩ mang cái danh đó là bắt đầu bắt đầu phải cúng tụng lại. Và thế giới này cúng tụng lại là cúng ai? Phật không có đây cúng ai, cô hồn, cô thần không ăn, mà cúng ai? Thì đương nhiên bây giờ mình vô đây là cái ông mà quản lý mình, cái ông mà theo mình đó, ông làm khó dễ mình. Vì thế mà tôi nói, cái người mà buôn bán đang thịnh hành, đừng có tu thiền tông là coi chuyện phá sản luôn. Bởi vì buôn bán là cái loài của hồn nó giúp mình. Trừ trường hợp mà người ta có cái phước đức quá lớn thì nó không cần. Còn mà cái phước đức chập chờn đó, mình làm ăn mà nếu mà mình vô đâu này thì chắc chắn phá sản. Không, tôi kia nó không ủng hộ mình rồi sao? Mình phải hiểu thế giới này. Còn nếu mình chấp nhận gan tu thì phải dẹp cái vụ kia. Trừ trường hợp mình có phước đức thật lớn, mình không sợ, không cần ai giúp hết thì được. Phải hiểu thế giới này là thế giới của cõi âm. Mình làm cái gì coi chừng với ổng á. Rồi hỏi tiếp đi. Khi một chung ấm thân nhập vào loài cô hồn rồi thì sẽ mang tánh hồn. Vậy tánh hồn đó có quên đi hết quá khứ của mình hay không? Nhập vô trung thân, nhập vô cái cô hồn hoàn toàn nhớ hết. Chỉ là vô dòng tộc, không nhớ mà không được quyền nói nghe, vô dòng tộc để đi luân hồi, nhớ không được quyền nói. Mà cái người mà ở rồi cô hồn á, thấy hết. Vì thế mà những cái người mà nói quá khứ vị lai là ai nhập vô cái loài cô hồn nhập á, thì ta mới nhớ được. Cái mà không quên á, thì thứ nhất nó phải vô cái tử cung người mẹ thì nó mới quên. Còn nếu không vô cái này là hoàn, bất cứ tử cung nào cũng phải nhớ hết. Nhưng mà cái ngữ cung tứ đại á, thì quên tuyệt để quên 100%. Còn cái tử cung mà của loài trời á, nó bằng điện, nó quên ít thôi, nó còn nhớ. Nó nhớ là duy nhất mà cái tử cung mà của cái loài súc sanh á, nó còn quên nặng hơn, quên mít luôn. Ngược cái người, con người á, tử cung người mẹ mà tứ đại nó thuộc về âm dương quân bình, thành ra cái nhớ nó quên một phần nào thôi. À, vì thế mà mấy cái người mà học mà thông minh, nó là tiền kiếp nó đã thông minh rồi, nó đã học, họ đã học rồi. Còn mà vô, bởi vì thấy cái người mà từ cái loại súc sanh mà hết nghiệp trở lên, hoàn toàn nó đần lắm. Mình phải nói vậy thì cái đó thế giới nhân quả mình phải chịu thôi, chứ không nói được. Thấy không? Vô bất cứ ở đâu, chỉ còn cái loại cô hồn nó đâu có vô đâu, vô nó đâu có đầu thai đâu, vô nó tự mang trung ấm tân, nó làm kiếp cô hồn. Vì thế mà nó biết hết á. Đời trước mình gì nó theo dõi, nó biết hết mà. Cho nên nó nhập vô nó nói rất đúng y. Mình tưởng nó là thánh, chứ sự thật nó là cô hồn. Chỉ thiền tông mới dạch được cái này thôi, còn ngoài kia không có dạch. Tại sao thiền tông anh tu cái gì nữa, tôi nói hết nữa đây nè. Tất cả 37 pháp quán trợ đạo của tiểu thừa tôi sẽ phân tích hết. Hồi nãy cái diễn đàn này có phân tích được hai cái, ba cái: quán thoại đầu và cái biết vọng không theo, dẹp vọng tưởng. Đó, đây là nằm trong 37 quán của tiểu thừa. Quán mà gọi là biết quán thoại đầu đó là từ tiểu thừa lên đại thừa. Khi nữa xong tôi sẽ nói hết cái vụ này cho nghe. Rồi ai tu cái gì tự biết, tu kết quả liền, thấy biết liền, chứ không có chạy đâu khỏi hết. Rồi câu hỏi tiếp thì... Nền văn minh không gian cũng như quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới thì các vị thánh này có biết được hay không? Khi một vị Phật nói về nền văn minh không gian thì người ta mới biết, thánh không biết được. Là vì mình đã nhớ nè, bây giờ đó, ví dụ bây giờ nè, cái hồi mà mình chưa có điện sử dụng á, cái ông đó có ai dạy ông đâu, cái đầu tiên nó có ai dạy không? Ông nằm, ông tự nhiên ông tiếp cận được cái công thức mà phát ra điện, rồi ông lấy vật chất ông làm nó nhảy ra, nó phát ra điện.
thì sao mà khi mà cái điện rồi mấy người kia cũng bắt đầu đi theo rồi làm cho nó phát triển ra. Nhưng mà khi nền văn minh bây giờ nền văn minh nhân loại nó mất hết thì cái công thức đó nó trở về văn minh không gian. Rồi nữa thì 10.000 năm nó trở lại lấy lại xài trước. Bây giờ tại vì nói cái này ra thì nó bắt đầu mới giật trần được ông Thích Ca. Ông Thích Ca xưa ông cũng lừa mình. Ông tu gì đâu. Ông đã hiểu rồi, ông xuống đây. Ông lấy cái nền dòng, cái đầu Phật á, từ không gian xuống dạy mình. Nhưng mà dạy không ai nghe. Dạy bụi trần không ai nghe. Vì thế mà ông mới dạy năm pháp môn tu vật lý để người ta theo. Sau cùng ông dạy cái này nó không chịu. Nó cũng chửi. Vì thế mà ông phải phổ biến cho tới mà tự pháp hay công bố ra để chi? Để một số người biết đi rồi sạch. Khi mà công bố này là trái đất đi vào thời kỳ hủy diệt. Vì thế mà cứu được người nào hay người nấy. Rồi sau đó đó, cái loài người bị chìm vào trong cái quên lãng nữa. Rồi bắt đầu trở thành đi vào là đồ đá. Đồ đá nó chuyện nó ba cái thời kỳ đồ đá. Đồ đá xong rồi mà khi mà có người đồ đá mà thành lập được bộ lạc. Bộ lạc rồi mới khỏi tranh giành nhau. Tranh giành nhau vì thế mà vị thần mới lập ba cái đạo thần để chi? Đừng có tranh giành thần bẻ hỏng chết. Thì người ta sợ nghe nó thần bẻ hỏng ta sợ. Lên đến bộ lạc mà nó lớn nó thành quốc gia. Quốc gia rồi đó thì cũng đi chiếm. Quốc gia nhỏ, quốc gia lớn đi chiếm quốc gia nhỏ. Vì thế mà vị toàn năng toàn giác tức đạo Phật ra đời để chỉ bằng sự thật. Đừng có tranh giành. Nhưng mà ông chỉ không ai nghe. Thì sau đó ông chỉ bằng sự thật không ai nghe thì ông qua mới ra thôi. Rồi sau đó ông mất, ông về Phật giới thì tiếp sau là một đạo thánh bắt đầu ra đời gọi là Tam giáo ba thời kỳ lập đạo. Ba thời kỳ lập đạo, mà thời kỳ thứ ba là do một vị thánh lập, do các vị, một vị thánh lập nhiều đạo, chứ không phải là một đạo đâu. Một vị thánh lập ra rất nhiều đạo. Mục đích là gì? Tam giáo đồng nguyên, ba đạo duy nhất là tinh, linh, thiên, huyền, bí. Đó là tam giáo đồng nguyên, đạo nào cũng vậy. Tất cả đạo trên thế giới này hỏi gì? Linh, có vậy thôi. Linh độc hoàng ở, có vậy thôi. Chứ có gì đâu. Mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật là nó có cái pháp môn đi ra ngoài quy luật vật lý này. Mà phải dạy khi nào loài người văn minh mới dạy được. Đó, phải hiểu thế giới này. Mà mỗi một lần một cái ông Phật ra đời thì không có mấy bao nhiêu người, có mấy ngàn người về Phật giới được thôi. Còn bao nhiêu nó phải đi theo luân hồi nữa. Khó thoát lắm, khó thoát ra cái quy luật này. Giờ con hỏi thánh thì có nhiều cấp bậc khác nhau, vậy cấp bậc thánh nào có khả năng tạo ra cái hình ảnh đức Phật giả để in vào hoa tiêu nhằm ngăn cản chung ấm thân trở về Phật giới? Thánh thừa hành thì không tạo được, mà thánh cấp bậc trung tạo được. Thánh thì nó có ba cái dạng, một là thánh thánh thế giới, thánh thế giới, rồi thánh quốc gia, rồi thánh dùng. Từ thánh dùng mới tạo được, còn mà thánh thừa hành không làm được. Như giống như thần thừa hành chỉ là một cái hiện tượng nhỏ, quản lý nhỏ thôi. Thánh thì nó cũng đẳng cấp, bởi vì trên trái đất này người ta cũng phân bốn đẳng cấp. Thánh, thần cũng bốn đẳng cấp, mà thánh cũng bốn đẳng cấp. Ở đây mình chủ quốc gia, rồi chủ dùng, chủ địa phương, rồi thừa hành, nó cũng bốn. Thì thánh, thần nó cũng nằm cái dạng này. Thế nào? Bởi vì nó là dương gian âm phủ đồng nhất lý. Trên thế gian tổ chức thế nào, loài thần tổ chức y như vậy và loài thánh tổ chức y vậy, không khác cái nào hết. Rồi con hỏi tiếp. Các chung ấm thân nói chuyện với nhau như thế nào? Có phát ra tiếng như con người hay không? Cái gì? Chung ấm thân trao đổi với nhau như thế nào? Có phát ra tiếng như con người hay không? Được chứ, ta nói bằng điện tử, chúng ta nói chuyện được chứ. Mình ở đây nói bằng cái âm thanh, bên kia nó nói bằng cái pháp trận, bằng cái tiếng nhỏ giữa cái thế giới đó ta nghe thôi. Ta vẫn nói sinh hoạt,
Bên Phật cũng vậy, bên Phật cũng vẫn nói bằng cái đó, nhưng mà bên Phật không có sức hút vật lý. Bên thế giới này và tam giới đều bị sức hút vật lý. Tại sao mà trên cái Phật giới là điện từ quang nó có một cực thôi, còn đây nó hai cực, điện từ âm dương nó hai cực, thì nó mới có sức hút. Gọi là nói ra cũng bằng vật lý, sức hút cũng vật lý, mà hơn thua cũng vật lý, người ta mới gọi là vật lý. Đâu là câu hỏi? Thưa Thầy, cửa hải chiều âm và cửa hải chiều dương của tam giới có bị dòng bảo vệ đặc biệt của tam giới che không ạ? Hai cửa này có đặc điểm gì khác không ạ? Có nghĩa là cái bầu hoàng đạo nó quay á, giữa cái trung tâm bầu hoàng đạo nó không quay. Vì thế mà cái mặt trời á, nó sẽ chiếu vào trong cái hai cái đường này này. Nó chiếu lên là hướng Bắc, chiếu xuống là hướng Nam. Nó là cái đó là cái chỗ nó không quay. Nhưng mà nếu mà một tánh Phật muốn vô quá đó thì phải bự một cái trái đất nó che lại đi, thì cái lửa tâm mũi nó không phát ra được, thì tánh Phật phải chui vô được. Khi đi ra nó cũng nằm ở dạng này, khi đi ra phải trái đất che cái trung tâm vận hành luân hồi này đi, thì nó đi mới cho đi về ra cái đầu nam của trái đất mà ta gọi là đầu dương. Cái gì ở thế giới này vô là âm, ra là dương, ta phải hiểu cái thế giới vật lý nó là vậy. Nếu mà trái đất nó không quay, nó cản được cái này thì tánh Phật không vô được, mà không về Phật giới được luôn. Vô đó nó đốt liền, công đức nó đốt luôn á, chứ không phải đâu. Tuy nó bất hoại nhưng mà nó đốt không chịu không nổi. Nên nhớ là vô ra gì cũng phải đợi trái đất nó che, vì trái đất nó có tầng ozone nó bảo vệ cái lửa tam muội này. Còn nếu không có thì không ai chịu nổi. Rồi còn lại tiếp. Trung ấm thân và cơ thể cấu tạo bằng điện từ âm dương, khi ở trong thế giới vật lý vẫn phải ăn. Vậy họ ăn bằng cách nào ạ? Họ không có mũi, làm sao họ ngửi mùi thức ăn được ạ? Con mình của mình tứ đại thì mắt mũi ý thân, thì cái kia nó cũng vậy, nó cũng con người, nó cũng vừa bằng điện, nó cũng mắt mũi ý thân, nó giống như mình thôi, nhưng mà nó cấu tạo bằng điện từ. Còn mình cấu tạo bằng tứ đại. Ở cõi trời nó cấu tạo bằng, nếu cõi trời dục giới nó cấu tạo bằng điện từ âm dương năm màu sắc. Còn cõi trời hữu sắc với tịnh độ nó cấu tạo bằng điện từ âm dương 12 màu sắc. Cõi trời vô sắc cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Nó vẫn có chứ. Tất cả thế giới nhân quả này ở đâu nó cũng phải là thành hình, thành con người hết, thành cái vật hết. Ở cái cõi trời vô hữu sắc, cây cỏ hoa lá bằng điện từ âm dương chứ sao không có, nước cũng bằng điện từ âm dương. Còn mình đây là gọi là nước bằng tứ đại, đất nước gió lửa. Bên kia nó cũng đất nước gió lửa nhưng mà bằng điện từ, tùy theo. Tại thế giới vật lý thì nó hút bằng tứ đại hay là nó hút bằng điện từ. Điện từ nó chia là không màu sắc, 12 màu sắc, 5 màu sắc, 3 màu sắc là phải điện từ. Còn con người đầu tiên nguyên si ở đây là trắng đen thôi, âm dương thôi. Khi nó luân chuyển nó mới phát ra, luân chuyển nó phát theo nghiệp, nó mới tạo thành cái hình thể khác nhau. Vì thế giới này nó phải luân chuyển nó mới tạo hình thể được. Vì thì con người, bởi vì cái tánh người nó đâu có đâu, vì nó phát ra cái điện từ âm dương, nó cúng quay cái thân tứ đại, thì cái thân này nó mới phát ra được cái 16 thứ tánh người. Giống như hai cái 500 nó nằm yên, nó không ấy, nó quay đi, nó quay theo điện nam mô, nó quay đúng luật thì nó phát ra điện. Rồi điện này muốn chế cái màu gì thì do mấy ông kỹ sư cũng chế. Thế giới vật lý này nó là vậy, vật lý nó tứ đại, điện từ âm dương nó nhiều loại chứ không phải ấy đâu. Âm dương không, trắng đen, rồi âm dương ba màu sắc, trắng đen vàng đỏ, rồi năm màu sắc đỏ vàng xen đen trắng, rồi cái 12 màu sắc đỏ vàng đen trắng, nó pha mỗi cái nó pha lên ba lớp. Ví dụ trắng nó ba tầng, bốn cái thành ra 12 màu. Nó phải ra tùy theo cái đó, rồi do cái sức quay từ cái bầu hoàng đạo. Bầu hoàng đạo này 12 màu sắc thì nó quay theo cái lực của nó. Vì thế mà một vị Phật
hay một vị mà tu được thiên nhãn muốn nhìn được á, thiên cái cõi trời này, anh phải tụ quy tụ được 12 màu sắc điện từ này nè, nó gom lại chỗ này thành ta gọi là thiên nhãn. Từ này nó tủa nó đi, nó nhìn thấy giống như mình ở thế gian này, mình đeo cái dĩa dòng kính vô con mắt mình cũng con mắt này, nhưng mà thấy rất xa nha. Giống như với cái người mà cận thị á, phải đeo con mắt diễn thị nó mới nhìn xa được. Nó cũng là cái nhờ cũng con mắt thấy, nhưng mà nó cái vật chất nó biết. Thì cái đạo Phật nằm trong vô hình, nó cũng nằm ở trong cái dạng này, nó gọi là vật lý chứ không có khác đâu, người ta không biết. Thành ra bây giờ Thiền Tông nó ra đời mục đích là nó nói là trái đất này linh thiêng, loài nào phải hiểu. Và ai tu thích linh thiêng thì đều thánh làm cho mình phải hiểu này. Vì thế mà nói cái này ra nó ta chuẩn lại, mấy người được tu Thiền Tông sẽ không còn mê tín nữa, là tại hiểu cái nguyên lý đó chứ không phải giỏi gì. Hiểu nguyên lý thì không sợ gì hết, còn không hiểu tưởng ra thấy cái chuyện gì bắt đầu tưởng ra một đám ra rồi bắt đầu bắt sợ nha. Bây giờ tu Thiền Tông hiểu rồi không sợ. Đâu con hỏi đi. Trung ấm thân của các vị A La Hán ở trong rừng sâu núi thẳm thì họ ăn gì ạ? Họ ăn chay chứ ăn gì? Mình ở đây về ăn tứ đại, còn người ta thì chay A La Hán. A La Hán là cái gì? Tứ điện từ âm dương mà thích chỗ vắng lặng. Trong vắng lặng nó vẫn có mùi, mùi cái gì trong đó? Hang núi nó vẫn phát ra cái mùi, đang cái đó. Địa ngục nó ăn cái gì? Tại sao nó ăn phần được? Là tại nó thích cái mùi đó. Còn mình ở đây thì mình ăn tứ đại, tất cả gì điện từ âm dương thì ăn bằng cái mùi. Còn nếu mà mang thân tứ đại thì phải ăn bằng sắc thể, vật chất và con người. Trong hang núi nó vẫn có cái mùi chứ sao không có. Thì họ sống bằng cái đó, giống như mình ở đây gọi là ăn chay vậy. không ăn thịt cá ăn gì, thì ăn chay ăn cỏ cây hoa lá thôi, ăn gì. Rồi hỏi tiếp đi. Người có công đức và phước đức bằng nhau, khi chung ấm thân tỉnh dậy, có khi nào vị thần cho thấy các hình ảnh như thức ăn ngon, quần áo đẹp, trang sức đẹp, nhà cửa đẹp, vân vân để dụ mình đi hưởng phước không ạ? Ông thần làm đàng hoàng chứ không có chuyện mà lừa cái gì đó. Ông thần có nhiệm vụ là trung ấm thân, cái gì có ông thực thi nhân quả bằng cái đó. Chứ lừa cái gì? Lừa là lừa cái chỗ này, ông tha mình về Phật giới rồi đó. Nhưng mà nên nhớ rằng mình vừa thừa tha rồi thì qua tiêu nó hiện ra. À, tiêu đó là cái gì? Cô hồn. Nó bằng điện mà nó làm được, nhưng mà nó không làm hoàn thiện bằng ông Phật. Ông Phật phải làm cái qua tiêu rất hoàn thiện. À, còn cô hồn nó giống như cái tay thợ mà không chuyên nghiệp, làm vụng về lắm. Ai để ý là vô nhìn thấy cái qua tiêu biết giả biết thiệt liền. Giống như thế gian này á, cái món đồ nào làm sắc sảo là do một ông thợ kia mà tay nghề cao. Còn ông thợ mà ăn cắp nghề làm rụng rụng lắm. Tại vì ta dặn cho mình hiểu gì thôi, chứ sự thật nhìn thấy cái qua, nếu mà hiểu á, thấy qua tiêu của ông Phật nó khác, qua tiêu của cô hồn nó khác, nó rụng về. Vì thế mà lục tổ Huệ Năng ở đó là tất cả những cái gì mà làm ra mà nó không hoàn thiện chính là giả. Nha, cõi nào hoàn thiện là phải. Ông ý ông muốn nói là cái vụ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, thần thực thi nhân quả rất nghiêm minh, sao thần đã đồng ý cho chung ấm thân không đi hưởng phước được trở về Phật giới rồi mà thần còn làm ra hoa tiêu giả để lừa chung ấm thân ở lại nữa ạ? À? Cái đó là người ta thử mình có thiệt tình về không. Thử không thật. Thần thì thử nghe, cô hồn nó không thử, thần nên cô hồn nó lừa. Cái trung ấm thân mà ban đầu một vị thần lừa mình, đó là ta thử mình chứ không phải ấy đâu. Mà nếu mình mà không dừng lại mình đi theo ra rồi, cô hồn nó nói vô nó dẫn mình đi. Khúc đó ông thần không can thiệp mà cô hồn. Mình sống đây nè, mình sống đây là bây giờ đó, tại làm sao mà nhiều cái hiện tượng nó lạ. Thiền Tông giờ ra đời nó mới nói hiện tượng đó là cái gì.
mình mới hiểu được. Hồi xưa mà nếu mà Thiền Tông ra đời, nó xin lỗi là hoàn toàn mê hết, không ai mà hiểu nổi rồi. Thì hỏi gì chứ cái đất này mà không có người hiểu này làm sao? Bây giờ tất cả các đạo lập ra để làm gì? Các chùa lập ra để làm gì? Chùa nào cũng linh ta mới tách. Không cắt chắc, nếu mà các chùa không linh, ai cắt, ai tới? Vì thế, vì cái chùa, vì hiện giờ tại các nơi cái bằng tôn trọng cái linh thiêng quá, thì Thiền Tông ra đời để nó chuẩn lại, nó nói lại. Còn nói nghe không nghe thôi chứ đâu phải bắt buộc người ta. Hồi xưa đó, xuống núi Sam 100 người xin lỗi đó, đã đi rồi thì rủ người khác linh lắm. Mà giờ biết một cái rồi tao không rồi không đi sao? Như thế mà thế giới này nó đi vào cái thời kỳ vi diệt, thành ra Đức Phật có bổn phận phải nhắc lại để chi cho người ta cái đà bớt đi, bớt thắng cái đà lợi còn không mấy, nó đi vào cái vi diệt rất nhanh. Bởi vì tại sao cái đạo thần lập ra không nguy hiểm bằng đạo Phật cũng vậy, nhưng mà cái đạo thánh lập ra coi chừng là đi tới thời kỳ hủy diệt mà. Vì thế không có, bởi vì tại sao ta nói là đánh giặc mà thánh chiến, ông thánh đánh rồi mình thấy suy nghĩ là ông thánh đánh phải chỉ nhỏ đâu, mình con người đánh thì chết một người, chết một người chứ thánh nó đánh chết dữ lắm. Vì thế cái Thiền Tông ra để nó chuẩn lại, chuẩn cho nó thắng bớt, để chi cái loài người sống lâu chút. Chứ mà nó cứ sản xuất ba cái giết người hàng loạt mà càng nhiều, trái đất mình đây nước nào cũng có cái thứ đó là sống nổi không? Nó nổ một cái rồi trái banh, trái đất này banh luôn á. Rồi con hỏi tiếp đi. Có những người già họ minh mẫn đến lúc chết, nhưng cũng có những người già họ bị lẫn nhiều năm mới mất. Vì sao có sự khác nhau này ạ? Người bị lẫn đó sau khi mất họ có biết trở về dòng tộc không ạ? Nó lẫn là do cái rối loạn điện từ và do cái nghiệp. Mà khi mà nếu mà rối loạn điện từ chết thì mình trở lại được nha. Còn khi mà nó lẫn vì nghiệp rồi, thần muốn dẫn đi đâu dẫn, không có về dòng tộc được đâu. Mà nên nhớ rằng khi mà cái do cái nghiệp mà lẫn cái tuổi già mà không nhớ, nó đi vào cái thế giới không nhớ được, nó không còn cái bộ óc nữa đâu, là đi vào đâu. Bây giờ là cái con trùng á, nó có bộ óc không? Nó làm sao? Cái nó nằm ở đâu? Nó chỉ cảm giác thôi. Con trùng nó không có con mắt, nên nhớ rằng nó đi theo cái cảm giác của nó. Thì cái người lẫn nó nằm ở dạng này. Mà giờ mình không dám nói đâu, mình nói ra thì sao người ta ấy chứ. Nếu mà rối loạn về điện từ thì được, mà rối loạn về nghiệp một cái là đi vào trong cái loại không con mắt. Là ai? Không con mắt đó là ai? Nó phải hiểu hỏi thế giới này cái gì. Mà cái này mình không nên đi sâu. Mà đi sâu thì nó nói nhiều cái, một cái nó đảo lộn rất nhiều. Bởi tại sao thì trong 60%, 40% không nói. Nó nằm ở chỗ này nè. Nó nằm ở chỗ mà không thể nói được. Mà này mình cứ ló dạng một hai cái nhỏ thôi chứ sự thật. Nếu mà nói trắng về đạo Phật Thiền Tông rồi không chịu nổi đâu. Thế giới này không chịu nổi. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở quê con khi có người mất, người ta thường xem có được nhập mộ hay không. Nếu không được nhập mộ thì phải nhờ người cúng. Vậy nhập mộ là gì? Xin thầy giải thích cho con. Cái này là do mấy cái ông thầy ông bài đang kiếm tiền thôi. Mà chết đúng 3 ngày đều xuống mộ chôn. Có nghĩa là mình chôn rồi cái xác mình nằm đây, chứ còn cái trung ấm thân mình nằm đâu. Trừ trường hợp là cái trung ấm thân mình nó bám ra cái xác này thì mới ở ngoài mộ. Gì vậy? Ở đây thì mới có vụ 30 rước ông bà về, thấy không? Còn nếu mà là cái nghề mình có cái phước hưởng phước dương lên trời ở rồi, nó muốn nhập ra là nhập, muốn đốt đâu có sạch đâu có sao đâu. Còn mấy cái nghề nhập mộ mở cửa mã là gì, là mấy ông thầy làm cái nghề ổng, nếu mà ổng nghề ổng tuyên truyền cho nhiều để ổng mới có việc làm.
là ông ra cái nghề mà là cúng, giống như nghề cúng mà không, mà không, ông muốn không ai chịu cúng thì chắc ông giải tán nghề ông luôn. Bởi vì ông Phật nói thế giới này gọi là thế gian, thế là đưa vào, gian là gian manh xảo cá đủ chuyện á. Tu đạo Phật là tu giác ngộ giải thoát, mà không chịu giác ngộ mà cũng bày đủ chuyện hết á, là sao? Nó thực thì đạo Phật nó tại cho người thế gian nó là vậy, mình phải hiểu thế giới này nó là vậy, đừng ấy. Vì thế thế gian mình mới đi ra, ra ngoài mình mới khóa xe cẩn thận, chứ thế không gian thì khỏi cần khóa xe, đụng để đâu cũng được, thấy không? Rồi hỏi đi. Con nghe mọi người nói không nên cúng dỗ ông bà cha mẹ vào buổi chiều tối, vì lúc đó cô hồn sẽ vào ăn hết của ông bà cha mẹ, như vậy có đúng không ạ? À? Vì sao cũng vào sáng và trưa thì cô hồn không vào được ạ? À? Cô hồn thì muốn năm cô hồn gọi là dạng dạng tối nó mới xuất hiện, ông bà mình sáng mới đi, cô hồn nó làm cái dạng 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 tối. Bởi vậy thấy ma là thấy lúc nào, thấy chập chờn tối nó mới thấy ma được. Còn mà sáng trưng là có ma nào nó hiện đâu, nó bằng điện từ âm, nó phải nương theo cái lúc sắp âm nó mới hiện được. Tất cả những người muốn hiện hình biện tướng, cô hồn muốn hiện hình biện tướng phải là 4-5 giờ chiều tới trường kiểu là cái chập chờn tối á, nó mới phát hiện được, nó mới hút, nó mới tạo được cái lực âm. Còn được sáng này, sáng dương quá nó không tạo được. Vì thế mà cúng buổi chiều trường trường của hồn đang là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Con nghe thầy giải thích, người theo đạo mẫu khi nghe kinh An Vị Phật, nếu hành ấm chảy thì người đó sẽ theo được thiền tông. Thưa thầy, hành ấm là gì ạ? À? Và hành ấm chảy là như thế nào? Xin thầy giải thích cho chúng con biết. Ở trong người mình đó gọi là ngũ ấm ma, mà trong kinh thường nói ngũ ấm ma, trong đó cái hành ấm là cái thứ nó chở đi. Bây giờ nè, ai để ý nè, ví dụ mình học thuộc lòng cái bài ca hay cái bài thơ hoặc là cái bài kinh đó, mình học lòng cái đó đó, mà mình nằm tự nhiên nó chảy ra, cái đó gọi là hành ấm á, mà nó thuộc về cái pháp trần. Pháp là tiếng nói, cái trần nhỏ Đức Phật nói là cái pháp trần, nó chảy là do hành ấm nó chảy trong con người, do cái điện từ lúc nào nó cũng quay, nó quay thành ra gì, cái nào mình thuộc rồi tự nhiên nó chở đi ra, tự cho nó chở, gọi là hành ấm trong mình luân chuyển, gọi là hành ấm. Còn ma ấm là tưởng tượng này thì kia, nó thuộc về ma ấm. Là trong người mình có ngũ ấm ma, 3-5 cái loại ma trong con người nó xuất phát ra, tưởng hành thọ thức, nó có nổi 5 cái rồi. Thọ là đã mình tưởng ra, mình nhận đó là nó thọ ấm, trong cái đó là ngũ ấm ma. Mà ông Nhật Từ ông nói 50 cái ngũ ấm ma, có 5 cái mà ông đưa lên 50. Thì thôi, ông học cao thì ông muốn nói gì ông nói, mình học thấp thì mình cứ kinh nói ngủ ấm thì mình nói ngủ hơn, tổng học cao thì ông tăng lên 10 lần 50. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, các câu hỏi của các hàng đệ tử lớn của Đức Phật hỏi, nhờ đó mà hậu thế chúng con hiểu và bước phương pháp giải thoát. Vậy những người hỏi đó có được công đức không ạ? Hỏi đâu? Như những đại tử của Đức Phật lớn ngày xưa. À, bây giờ ổng nói ra mà ai hiểu thì người đó có công đức, giúp cho người ta có công đức. Mà trong cái đám mà ổng không ai, chỉ con ông rồi. Chính trong có công đức còn chửi mà không chi. Thành cái thời Đức Phật không ai tạo đức, mà có 15 người thôi, duy nhất có 15. Còn ổng thọ ký rất nhiều, thọ ký sao? Thọ ký là ổng Phật, ổng cũng lừa mình đó. Ta thọ ký ông đó, sẽ vô lượng kiếp sau thành Phật, hiểu là gì? Vô lượng kiếp mà, ba kiếp còn biết nói ta đâu, ổng vô lượng kiếp thì chết rồi. Có nghĩa là giống như người thế gian, mày
nhiều đời sau sẽ giàu, vô lượng kiếp sau sẽ giàu. Nói cho nó vui thôi chứ biết vô lượng là chừng nào. Đó, nó thì bây giờ ông, bây giờ tại sao trong kinh đó đừng có để Phật tổ lừa mình, ông để chính ông Phật cũng lừa mình. Bây giờ chỉ thiền tông ra đời giải thích cho nghe cho rõ thôi. Ông Phật cũng lừa mình chứ không phải đâu. Tu thành A-la-hán ổng nó giải thoát, ờ đúng là giải thoát, mà ổng không nói giải thoát thì đâu. Bây giờ thiền tông mới nói, vì thế mà mấy người tu A-la-hán đó tôi giải thoát rồi, chửi, bà Yến bà chửi rồi. Ê, A-la-hán đã là bỏ giải thoát mà bà không biết giải thoát đi đâu. Mà giờ thì tổng mới nói là A-la-hán giải thoát vô chỗ đó ở, chứ không có gì ra, ông ra quy luật này được. Rồi họ hỏi thì trái đất quay quanh trục với tốc độ 1670 cây số trên 1 giờ. Vậy khi trái đất quay vào trục trung tâm vận hành luân hồi thì tốc độ quay có chậm hơn hay không? Không, nó vẫn quay y vậy. Bởi vì nó quay, tuy nó quay nhanh nhưng mà đến giờ là cái trung ấm tâm mà đến trung tâm vận hành thì nhào vô nó hết quay rồi. Mà nên nhớ là 24 tiếng đồng hồ cái trung ấm tâm á, cái đất nó mới đi qua khỏi cái trung tâm vận hành luân hồi. 2 tiếng mình đừng có vô, từ 20 tiếng đến 22 tiếng từ đó mình mới thoát ra, từ rời khỏi cái đất đi vào Phật giới là 1 tiếng đồng hồ thôi, đi bằng tốc độ điện từ. Vì thế mà nó có quay qua mình cũng khỏe là đi về, là về tới rồi. Có nghĩa là qua bển mà núp được cái bóng điện từ dương thì đã mất cái quy luật vật lý rồi. Vì thế mà bắt buộc cái đất phải quay ngay trung tâm vận hành là 24 tiếng, nhưng mà Đức Phật sử dụng có 20 tiếng thôi để đi qua cái này. Mà từ khi vô rớt vô trung tâm vận hành mà về Phật giới là 1 tiếng đồng hồ. Mà đi tốc độ là 900.000 cây số 1 giây mà đi bao nhiêu rồi mình dơn đi 1 tiếng đồng hồ là vượt cái từ ra cái trung tâm vận hành rồi đi ra hoặc đi trở về Phật giới là bao nhiêu cây số. Cứ tính đi, 900.000 cây số 1 giây mà đi 1 tiếng đồng hồ, ai có máy tính tính ra được, nó mình mới hiểu. Và ngày xưa đã Phật chỉ nói được cái khoảng cách thôi chứ không có cây số như mình đâu. Hồi xưa người ta đo là gì, nó đưa bằng cái đo bằng cái gang tay hoặc cái cánh tay. Hồi xưa cái cánh tay từ chỗ này kia tôi bán trên cái ruộng nó bao nhiêu cánh tay, chứ không phải đo cái thước như mình. Gặp cái ông tay dài nó lời cái ông tay ngắn thì lỗ. Rồi phải tiếp. Vòng quay của trái đất là 365 ngày, vậy các hành tinh ở bầu hoàng đạo 2, 3, 4 sẽ là bao nhiêu ngày và tốc độ quay như thế nào? Cái tốc độ mà dục giới hữu sắc vô sắc nó không quay, nó quay nó né, nó không có vô cái trung tâm vận hành luân hồi. Vì chỉ có 6 trái đất nó mới vô trung tâm vận hành luân hồi thôi. Vì trái đất này là sanh nhân quả, nó mới quay theo cái kiểu nhân quả. Còn cái mà bầu hoàng đạo 2, 3, 4 hoàn toàn nó không đi, nó không vô cái trung tâm này, nó quay né. Đó, cái đó là do lực, do cái ông trời Thí Chí Vương sắp xếp. Bởi vì tại sao cái đất này để vô được cái trung tâm vận hành luân hồi? Đây là cái đất nhân quả, 6 cái đất nhân quả bắt buộc phải quay theo cái này để chi hút vô rảy ra. Còn bên kia nó không có, tại nó không quay đúng, nó không quay đúng trung tâm vận hành luân hồi. Nếu con người sử dụng vũ khí bằng hóa học đánh nhau thì tầng ozone có bị phá hủy hay không? Có. Nó đánh nhau nó phá hủy rồi, vì thế mà về sau nó có nhiều cái trường hợp mà trước khi cái trái đất mà nó bị hủy hoại á thì cái nhiệt độ lên rất cao. Thì những người phi châu chết trước nó lên rồi sao, còn mà cái người mà miền Bắc miền Nam mà nó sống ngạt, nhưng mà miền Bắc miền Nam nó sẽ bị những cái quỷ hoại khác. Nó bây giờ đó thế giới nó có 3 thời kỳ quỷ hoại. Khi mà coi lời người văn minh nguyên tử lấy từ hột bụi để mà nén trở thành nguyên tử thì nó giết cái vùng có bán kính cả 50 cây số thôi. Còn nếu mà nó sử dụng bằng điện tử, nó giết nhau bằng làn sóng điện.
mà khi nó đi qua cái thời kỳ thứ ba là thời kỳ quang tử, là ánh sáng mặt trời. Nó sử dụng thuật để nó làm cho cái ánh sáng nó nóng lên. Đó là cũng đó, mình đây nhiêu 50 độ mình la rồi mình mát rồi ha. Nó lên cả mấy cả ngàn độ rồi sao? Không có ai sống nổi đâu. Chỉ có mấy ông mà tuốt trong núi sâu nhờ cái độ ẩm của núi. Vì thế mà tại sao người ta tránh môn nhi tử bằng dưới hang? Vì nó dưới nó có độ ẩm, nó không xuống được. Vì thế mà các nước văn minh mà các nước của nguyên tử hoàn toàn đào hầm hết, sống dưới nền đất để nữa mấy người đó sống, còn mấy người ở trên mặt đất chết hết. Nhưng mà họ quên rằng họ có sống đi nữa rồi không có phương tiện sản xuất thì họ trở thành đồ đá trong vòng 100 năm. Thì có quần áo ai mà cái quần áo ai may đủ xài trăm năm một chú ấy nó cũng ấy mục hết, rồi mấy ổng trở thành đồ đá hết. Ổng ở lợi là ổng khổ, nhưng mà ổng khổ để làm tỷ tổ loài người nữa. Nó dần dần nó mới văn minh lên lại. Cái chu kỳ của nó là 10.000 năm, nó phải hủy diệt một lần. Vì thế đất này hủy diệt 1.000.000 lần là đúng 10 tỷ năm. Thì trời Thí Dương phải tạo cái khác. Giờ trời Thí Dương nó tạo 6-7 cái trái đất để sẵn đó. Mấy ngàn năm nữa sẽ có một cái hành tinh khác nó hủy diệt. Rồi mình ở đây nè, cái lính nè, 6 cái hành tinh mà 10 tỷ năm chế tạo bao nhiêu? Trung bình là một trái đất cứ 1.800.000.000 là 1.800.000.000 thì có một trái đất 7 lần. Mà bây giờ trái đất mình ở đây là làm tức là 7 tỷ rưỡi. Tức nghĩa là trái đất mình á, trái đất kia nó mất rồi sau nó tới mình. Nó đi chu kỳ mà trái đất này. Cái màu này nó có 6 cái hành tinh: Đông Thánh, Thành Châu, Tây Ngu, Quá Châu, Bắc Cô Lâu Châu, Nam Thiệu Bộ Châu, đã này. Nó đi theo cái quy luật này. Thôi mình đừng có nói chơi, giờ còn sống đâu, còn mình sao sống đây con. Tôi có mấy năm nữa, còn quý vị còn được vài chục năm. Đừng lo, lo chạy về Phật giới đi. Đừng có bàn đi xa. Trung ấm thân, theo hoa tiêu ra khỏi lực hút âm của trái đất, có phải là ra khỏi tầng bảo vệ ozone hay không? Đúng rồi, ra khỏi bảo vệ. Nhưng mà nó núp, bây giờ nó núp ở trong này, ra đó nó không bị ánh sáng. Biết sao? Ví dụ ánh sáng mặt trời đây thì nó núp bên đây làm sao đấy? Nó có nghĩa là nó núp, nó không cần cái này. Nếu mà ở trong cái đất này phải tia sáng thì phải có bảo vệ mới sống được. Còn nếu mà giống như mình ở trong bóng tối cần gì mà ai bảo vệ mình à, thì ra đó. Bởi vậy thành ra đi ra đó một vị Phật mới chỉ cái cách sống ở chỗ này, đừng có lạng quạng đi chạy khác. Vì tới chừng nào mà thấy nó quay vào cái trung tâm vận hành nữa thì Như Lai sẽ chỉ cho đi ra, phải thoát ra. Bởi vì nguyên một cái đất này mà cái trung tâm nó quay nó có bằng cái chiếc đũa, mình làm biết đường đâu ra. Mà không hiểu mà con mắt Phật người ta mới hiểu được. Còn con mắt cô trong chúng ta nó cũng có mắt Phật, nhưng mà nó nhờ cái bao cái điện từ âm dương nó cũng bị một lớp ảo giác rồi, nó không hiểu được. Vì thế mà phải nhờ một vị Phật dẫn vô rồi nhờ một vị Phật trong đó nó đưa vô, rồi nó phải đi ra dẫn ra. Rồi con hỏi tiếp. Khi thân tứ đại tan rã, chung ấm thân chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ này chung ấm thân có còn biết gì nữa không? Nó ngủ rồi còn nhớ gì đâu. Ở trong này cái đất, cái thân tứ đại nó chết là gọi là chết vật lý, nó mới thoát ra. Thoát ra cái thành trung tâm, nó vừa thoát ra, nó đâu phải thoát ra liền. Nó phải thời gian bao nhiêu nó mới ra được. Chứ không phải muốn thoát ra nó thoát. Nó thoát ra gọi là mình sống. Vì thế mà tất cả những người mà tại sao người ta bị chết là 8 tiếng phải mới được quỳ chôn, thì nó chưa thoát ra được. Nếu mà ở trong cái dòng tộc nè, 8 tiếng mới ra được à. Còn nếu mà đi gọi là trở về Phật giới rất nhanh, hoặc là lên các cõi trời rất nhanh. Vì thế mà ta phòng ngừa tất cả những người mất phải 8 tiếng mới ra hết. Còn nếu bây giờ nó chết một cái, nó có cái hai cái loại chết. Chết vì bệnh di trùng á, là nó chết thấy rõ lắm. Còn chết bị tim mạch không thấy rõ.
có nghĩa là tim mạch nó vừa đập, nó vừa ngưng đập mà chưa chắc nó ngừng đập. Nó giống như chiếc xe mà nó ra răng tim mà mình không biết nó chạy á, thì con người mình. Vì thế mà tất cả những người mà chết mà trở về dòng tộc mà đem chôn sống coi chừng, đưa vô vừa tôi chứng kiến có mấy cái đó, đưa vô hồn bữa trước mới đêm mà niệm buổi sáng buổi chiều đập cái hồn nó được rầm rầm ở đâu đó, phải kéo ra sống dậy. Chết bằng điện từ nó nguy hiểm nhất là chết bằng điện từ, bởi vì mấy người tăng xong nó coi chừng chết giả. Vì thế mà tất cả phải để 8 tiếng rồi 3 ngày. Tại sao người ta không có dám liệm liền? Để đây mở hộp cửa, mở cái hồn này cho thấy luôn á. Có gì thì chừng nào ép xuống rồi bắt đầu đem đi luôn 3 ngày. Phải để 3 ngày cho chắc ăn. Chứ có nhiều cái trường hợp. Tôi có nhớ hồi đó nó có cái anh nó cũng quen bằng tuổi tôi. Chết đây 10 năm. Mới vừa khiêng ra ngoài tới cái cửa ông đập, ông đập cái hồn mở ra cãi ra ông còn sống, thế lại ông còn sống luôn á. Cho có một lần thôi mà rõ ràng bình hồi đó ông bị điện từ thôi chứ không có gì. Đem ra khỏi cửa mà tự nhiên ông đập cái hồn á, ngọt quá ngọt. Ông lạ đó, phải chú ý này. Vì thế mà mấy ông thầy lại coi đúng chưa phải không, trừ trường hợp mà chết vì bệnh di trùng thì chắc nó không trở lại được, mà chết vì điện từ coi chừng. Bởi vì giống như chiếc xe mà chạy mà nó tắt máy, mình tưởng nó tắt thì sợ nó garanti nó còn đụng nó không nghe nha, nhưng mà đâu nó nhắm ra một cái nó phát nó ra ông rồi. Rồi rồi nói tiếp đi. Trung âm thân thức dậy thì lúc này cái thấy bằng điện từ âm dương hay là cái thấy bằng công đức của mình? Mình trung ấn thân là nó là tổ chức con người bằng điện từ, thấy mắt bằng điện từ, tánh thấy nó thấy bằng qua cái lớp điện từ. Còn bây giờ tánh Phật của mình nó thấy bằng qua cái lớp tứ đại và điện từ. Mình bây giờ mang thân rồi thì tánh thấy Phật nó phải xuyên qua hai lớp tứ đại điện từ và cái nghiệp. Trong cái điện từ nó có số lớp nghiệp ở trong đó, mà cái lớp nghiệp quan trọng nhất á, cái điện từ này nó phát ra cái ảo, cái ảo giác. Vì thế mà mấy ông thầy bảo là 84.000 cái ảo giác, đây là cái làn sóng điện từ nó phát ra. Người ta tưởng nói vậy, ta tưởng rằng là 84.000 cái tu, chứ không phải, nó có 6 cái thôi. Tất cả cái này phải hiểu được thật rõ cái vụ này mới được. Rồi ông hỏi tiếp đi. Trục trung tâm vận hành luân hồi được cấu tạo bằng điện từ gì, sao không bị ảnh hưởng của lửa tam muội? Trung tâm vận hành luân hồi đâu có cấu tạo gì, đã cái trục quay là điện từ âm dương nó quay, giữa không quay nó không có điện từ mà nó là cái không gian bình thường thôi, trống bút. Vì thế mà cái mặt trời á, nó mới chiếu cái ánh sáng đi vô cái đường đó đó. Ở đây thì do cái đất âm dương nó bảo vệ, còn ở đó nó không ai bảo vệ, thành là không ai dám. Tánh Phật hoàn toàn tới cái đó cũng không dám nút cái mặt vô nữa đó. Vì thế mà phải đợi cái đất nó che rồi bắt đầu mới nhào muốn vô làm vô tạo công đức. Phải đi vô cái đất che rồi mới chạy vô rồi nhìn nào vô cái đất để cho nó quay ra khỏi cái đó thì bắt đầu mới lần đi vô trong cái dòng tộc để mượn thân người. Nó giữa cái trung tâm nó không quay, chỗ nào quay là điện từ âm dương nó quay được, còn không quay nó là tự nhiên vậy á. Nhưng mà cái lửa tam muội của mặt trời nó chiếu ra chịu không nổi. Muốn vô thì phải cái đất cản, muốn ra cũng phải cái đất cản. Rồi câu hỏi tiếp. Trái đất thì được bảo vệ bởi tầng ozone, vậy tầng ozone nó được cấu tạo bằng gì, có màu xanh hay không? Bây giờ nó là bằng cái chất giống như là mây vậy. Mình nói tính là những cái chất giống như mây vậy. Nó là cái chất, nó chất là do cái cấu trúc của cái điện từ, nó mình là tay giống như là cái bọt nước, nước nó tạo ra cái bọt, rồi điện từ dương nó quay nó tạo ra cái chất này, cái chất bọt này thì nó mới tạo. Vì thế mà rồi bởi vì nếu mà có mây á, nó rọi cái ánh sáng mặt trời nó xuống mình không bị, mà không có mây mình sẽ nóng, có mây nó không có nóng.
tầng ozone nó bảo vệ bằng cái chất cặn của điện từ âm dương của tầng ozone. Vì thế mà mình ở đây chế cái tủ lạnh mà KFC, chế chất FC đó, nó lên nó phá cái này, nó bị kỵ. Thành ra bây giờ khoa học nó khuyên mình đừng có xài bất cứ gì nó phá cái tầng ozone này. Nếu mà tầng ozone nó phá một cái là cái đất này cái nhiệt độ lên nhanh lắm. Rồi, câu hỏi tiếp. Trái đất quay quanh mặt trời, vậy thì cái vòng quay này có phải là vòng tròn hay không? Và trái đất có bị quay lệch tâm hay không? Cái đất này nó quay á, thì mình phải nói là cái tam giới nó quay. Nó quay cái kiểu mà tám phương bốn hướng, mà nó quay theo cái trong bây giờ đó thì khoa học nó chứng minh rằng nó quay theo chữ chi. Chữ chi mà ông Phật ngày xưa nó bảo là tám phương bốn hướng, mà bây giờ khoa học nó bảo là trái đất nó quay theo chữ chi. Chữ chi là chữ gì? Nó lên giống cái biểu đồ, nó quay theo biểu đồ mà nó nghiêng tám, nó nghiêng bốn cái mà nó nghiêng qua nghe lại nhà, chứ không phải nào nó nguyên từ từ đi qua đây. Nó quay theo tám phương bốn hướng, ông Phật nói vậy. Còn bây giờ khoa học nó bảo là trái đất quay theo chữ chi. Cái chữ chi là chữ đi nghiêng qua đi lại à. Vì cái này là nó nói trên thực tế chữ chi thì trong quân đội có biết cái chữ chi, nhưng mà tám phương bốn hướng thì bên đạo Phật nó mới hiểu được cái tám phương bốn hướng à. Cái câu hỏi này là ông nói ra mình chỉ hiểu vậy thôi. Chứ nếu mà ai ở trong quân đội biết chữ chi là chữ gì, trong quân đội có nói về chữ chi. Bởi vì khi mà người ta bắn anh phải chạy chữ chi, nó bắn không được. Chứ anh chạy đứng, anh chạy thẳng nó bắn chết rồi. Ai có trong quân đội biểu là khi một phát súng bắn ra anh chạy bằng chữ chi nó không trúng anh. Rồi chạy sao? Và chạy đảo qua đảo lại. Rồi từ chữ chi. Rồi, ở tiếp thì trong đạo Phật một năm có 3 tháng an cư kiết hạ, cái này có hay không? Cái này ta tu vật lý là có chứ không có. Ta tu ta thành này thành kia là có chứ. Cái quy luật này là vô đó an cư kiết hạ là gì? Vô đó để học, để học bổ túc lại những cái kiến thức mà mấy ông thầy tu đắc đạo người ta dạy lại cho mình. Là phải có 3 tháng an cư kiết hạ. An cư là ở yên để mà học cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà trong năm pháp môn giáo lý này là học cái gì? Là học về sinh diệt của năm pháp môn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy ngày xưa cái chùa này 8 ông thầy vô ở, mỗi lần ổng đi trường, ổng đi học trường hạ đó là tôi phải cho tiền ổng đi. Nhưng mà tôi biết mà ổng học xong 3 tháng thì ổng dời được mấy chục triệu. Thành ra nhiều người thích đi đó. Đi vô đó để học giáo lý chứ không có gì đợi. Nhưng mà không biết mấy ông dạy gì tôi không biết. Nhưng mà nguyên tắc tới đó nè, vì cái ngày đó đó tập trung mấy thầy lợi để mấy ông thầy đắc đạo lại dạy đó, để học giáo lý. Nhưng mà nên nhớ rằng cái học thức mà dạy nó thuộc về học vật lý, không giải thoát được. Duy nhất chỉ Tiền Tông ra đời mới chỉ công thức giải thoát. Chứ nếu mà Tiền Tông không ra đời công thức giải thoát không ai biết. Người ta không còn biết được cái tính người của mình nữa, là sao mới giải thoát. Giác ngộ còn không biết là sao đó. Giác ngộ là hiểu biết, nhưng mà họ không hiểu biết, họ không biết giải thoát. Giác ngộ hiểu biết để rồi biết cái công thức về Phật giới. Vì thế Đức Phật bảo là muốn trở về Phật giới thì phải kiến bằng tánh Phật mới hiểu được. Mà từ xưa giờ có ai mà kiến bằng tánh Phật đâu. Ông nói nếu không kiến bằng tánh Phật phải đợi giáo quyền ký hoặc giáo lý của Như Lai ra đời thì mới biết được về Phật giới. Nó phải hiểu vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tại sao Phật khẳng định ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành? Thì ai cũng có Phật tánh. Sẽ thành chứ không phải thành đâu. Chữ sẽ là mấy tiểu tỷ năm luôn. Có là ai cũng có Phật tánh thì có thể thành được. Nhưng mà là thì vì thế mà ông Phật ông lại thường kỳ Phật ký ông sẽ thành Phật từ vô lượng kiếp sao.
mà 100 kiếm không biết kiếm không ra, ổng nói vô lửa là không chịu thua ổng luôn. Nào ổng nó đúng là ổng lừa mình, ổng dụ á. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy phân tích rõ chỗ điện từ âm dương tác dụng lên cơ thể khi sống, lúc nghỉ ngủ, lúc lâm chung, lúc thành chung ấm thân. Cái gì? Thầy phân tích rõ chỗ điện từ âm dương tác dụng lên cơ thể khi sống, lúc nghỉ ngủ, lúc lâm chung, lúc thành chung ấm thân. Bây giờ nè, mình phải nói từ cái đầu, khi tinh cha nóng mẹ nó cuốn hút tánh thật cái nhào vô, thì tinh cha nóng mẹ này nếu nó là không có điện từ quay á, nó đứng một chỗ, thành ra nó không nảy nở được. Vì thế mà cái điện từ vuông phải cuốn hút cái này nè, để nó nảy nở. Cuốn hút là nảy nở, nảy nở chính là nhân quả đó. Bởi vì thành ra từ cái hai cái tinh tinh cha nõn mẹ nó kết rồi nó quay từ từ nó phát sinh ra thành con người. Còn cái điện từ nó quay là nó phát ra cái tánh người, nó phát ra đủ công suất thì tánh người mà phát đủ 16 thứ. Vì thế mà đứa con nít nó không đủ 16 thứ, nó chỉ thấy gì nó ấy thế thôi, chứ nó không có tưởng nha, con nít nó không có tưởng. Vì thế mà luật pháp con người ta đúng 18 tuổi hoàn thiện một con người mới chịu tội hình sự hoặc chịu tội hành chánh, nghe không? Bởi vì tại sao mà người ta gọi là mấy người đó chưa 18 tuổi nó gọi là vị thành niên, tòa không kêu án, là vì nó chưa phát đủ cái lực của tánh người. Tòa vật lý họ hiểu cái này, nhưng mà họ không hiểu tại sao. Nhưng mà luật pháp bảo là phải đúng 18 tuổi mới chịu thụ hình, còn dưới 18 tuổi không thụ hình, cảnh cáo thôi, kêu cha mẹ dẫn về giáo dục thôi. Cái luật pháp nó đây. Vì thế mà khi nó tạo đủ cái lực của tánh người rồi, nó bao cái tánh người, mà tánh người trục trặc, tánh người chết, thì điện từ nó vẫn quay. Bây giờ nó quay nó bảo vệ cái gì? Nó quay bảo vệ tánh Phật và khối nghiệp, nó trở thành trung ấm thân. Trung là trung chuyển, cái ấm là cái bầu, cái thân là cái hình thể, để chi chở đi đến cái nào nó thụ theo nhân quả do nó tạo ra, gọi là trung ấm thân. Trung là trung chuyển, ấm là cái bệnh, thân là cái hình thể, cái này nó chứa trong đó. Mà ai thực thi cái này là do thần quản lý tánh người của mình, thực thi nhân quả bằng cách là xuống địa ngục, ổng đá xuống, lên đời ổng nắm ông quăng à, vô rừng cây ổng ném vô. Đó, thực thi nhân quả bằng cách này. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao người ngủ có khi thấy giấc mơ sáng suốt làm chủ được giấc mơ, có khi giấc mơ làm chủ mà không biết gì? Người đạt được bí mật thiền tông hoặc cao hơn có bị như vậy không, thưa thầy? Mình ngủ mà giấc mơ nếu mà âm nhiều quá là không nhớ đâu, còn chưa biết hết. Còn nếu mà tạo công đức, giấc mơ nó có những cái đức, nếu công đức vô lượng hoàn toàn mất giấc mơ được. Giấc mơ là do cái nghiệp của âm dương có còn sống nó tạo ra, còn công đức nó phá cái âm dương này không có giấc mơ được. Giấc mơ là do cái điện từ âm dương, khi nó lên cao thì nó mơ tưởng cao, thấp nó mơ tưởng thấp, đó là do cái mơ tưởng của vật lý. Rồi câu hỏi tiếp. Thầy giải thích tam giới bầu hoàng đạo xoay bốn phương tám hướng. Theo con nghĩ trái đất xoay như cái lò xo có đúng không ạ? cái tầm giới á, nó quay theo kiểu đó đó. Còn tất cả các hành tinh ở trong này nó phải theo, giống như cái bầu nó đựng cái gì trong đó, cái bầu nó quay sao thì ở trong đó phải lắng theo. Thì Phật cũng chỉ nói vậy, tám luôn bốn nước thì mình chỉ cứ đông tây nam bắc mà quay ngang quay qua quay lại gì thôi. Vì thế mà khoa học nó lắc theo chữ chi, giờ là quay qua quay lại gì thì mình chỉ biết vậy thôi. Mà cái này đi tìm kiếm để cho hiểu thôi, chứ nó còn không giúp mình được cái giải thoát. Giải thoát là tìm công đức thôi, còn cái này để mở kiến thức. Nếu mà học hỏi nhiều thì đi làm giảng sư kiếm tiền nhiều lắm.
muốn kiếm tiền thì học chắc hỏi ra nhiều, phải làm giảng sư kiếm tiền nhiều lắm. Rồi hỏi tiếp đi. Một vị tu sĩ không phải là trụ trì một ngôi chùa đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và thường giúp nhiều người giác ngộ trong tâm tâm, nhưng bên ngoài vẫn hàng ngày hướng dẫn các buổi hành trì niệm Phật của chùa. Vậy người này có giải thoát không? Và công đức có bị bôi đen không ạ? Cái này không phải bôi đen mà nó nhộn nè, theo cái bồi. Cái này nó nhộn. Nó nhúng đèn chứ đâu phải bồi, bồi nó còn một còn rất mỏng. Rồi này nó nhộn được. Mày còn không? Còn nhiều. Hả? Nhiều quá. Cứ đặt đi mấy giờ nè? 3 giờ. 3 giờ. 4 giờ cũng được, cứ đặt. Giờ nào mệt đó. Không còn mệt. Chú cũng mệt. Nếu mà mệt thì tự cho con. Phật về Phật giới không còn chịu nhân quả. Tại sao Phật có thể phân thân, hóa thân, hiện thân để cứu giới chúng sanh bằng thần thông thì đâu dính nhân quả? Sao Phật không dùng phương tiện này để cứu vớt chúng sanh? Chúng sanh có nghe không dùng phương tiện? Phải hiểu phân thân ứng thân hóa thân là cái gì? Bây giờ ông Phật á, ông nhìn Phật giới ông biết, ông thấy cái người đó khó đó, ông có vô được đâu? Thì ông toàn năng mà toàn giác, thì có nhờ thần kim cương á, và thần phúc thiện dẫn người này đến. Mà khi mà dẫn về Phật giới á, thì ông mới vô. Mà ông vô theo cái trung tâm này là ông vô, ông không dám vô cái đất. Vì thế mà ông ngồi ngoài cái sự hút cái đất, ông nói quá, nhưng mà quá gọi là quá phép đi. Nó xoay cái điện từ chương, nó quay lại thành một cái quả tiêu. Nó dẫn đi ra ngoài cái sức hút của ông Phật nó dạy được. À, ra đây thì như ra chạy cho ổng vô đây phải một năm ổng về chứ phải ổng về nhiều gì đâu, ổng phải ở ngoài cái này đúng một năm, ngoài sức hút một tí cho lấy một năm ổng mới về đó, mình có hiểu. Vì thế mà một vị Phật có trách nhiệm mà dẫn cái người về đó thì phải hiểu, chừng nào ông này chết nó biết là rồi nó có nhầm luôn, có nghĩa là chắc chắn là ngày này là phải chết chẳng có vô, có đợi đợi khi đợi trong này về có một đứa về trong này mới làm nó đi kéo ra ngoài sức hút để dạy ông này cách đi ra, ông dẫn về luôn chứ làm sao ông vô trong này. Bởi vì cái một vị Phật mà nếu không nói Phật linh tiêu ở đây là hoàn toàn đúng, ông Phật quan tiêu đó là ai, là ông thánh chứ không phải được ông Phật. Vô đây nó nói về có hiểu được cái nguyên tắc này, tất cả được Phật cái gì mà vô đây nếu mà người quyết được sức hút vật lý, ông cũng đã chịu rồi, bắt buộc ông cái vô nằm ngoài cái sức hút vật lý này, mời kéo cái trung tâm tâm này đi ra. Tại sao nó có bài giảng rồi kéo trung tâm tâm ra rớt chỗ này, người ta giải cách đi về nó kêu bằng cái lời giảng dò, phải là tiền giảng dò. Mà giảng dò thứ hai thì bắt buộc phải ra đó Phật dạy chắc hơn, ông dẫn về, ông đắp ta dẫn về. Rồi, hỏi tiếp. Cô hồn sống ngoài dòng nhân quả, ngoài dòng nhân quả luân hồi, muốn nói gì, làm gì cũng được. Vậy cô hồn muốn về Phật giới có được hay không? Cô hồn muốn về Phật giới thì đó là làm người. Chứ muốn về được, mà tại sao nó ngoài nhân quả? Nhân quả là do cái thân người tứ đại tạo ra mới bị nhân quả. Có hồn có mượn xác con, nó nói là bảy là quả, mà cái người kia đánh á, đánh ai, đánh cái xác chứ phải đánh đó là đặt đánh nhẹ nó không xuất nha, mà đâm nó xuất liền. Bởi vì tôi nói cái cô hồn nhập xác đi, lấy cái đinh để của cái ngực đâm, chuẩn bị đánh một cái, nó xuất liền, khỏi cần trị bệnh gì đó. Nó nước cuốn cô hồn nhập xác. Mà còn cái cô hồn nhỏ nó bắt cho thầy mà trùng mà đánh đi cái cô buổi sáng đó thì nó xuất. Mà cô hồn tới cô hồn lớn thì không xuất. Cô hồn lớn thì có đứa mà lấy đinh đấm mà còn bảo chạy. Chứ thun ra cái thuật trị cô hồn là chỗ đó không cần là nó
Phật tử muốn duyên lúc nào đó, đó là cái thuật. Bởi vì nó nhân quả là khi mang thân cứ để nó nhân quả, còn mang điện từ đó nó mượn thân người ta, chứ nó mượn thân người ta. Ai ở miền Tây nó nhớ không, ngày xưa đó, khi mà cha Phật bảo con cái đánh con bắn đi, chết thầy gì thầy cứu cho, bắn chết quèo mẹ lại là cứu mình. Chứ cái đường lý mà đã bắn vô là chết, chứ làm sao có chuyện đó. Vì thế mà cái câu chuyện người Tây mà hiểu đến cái này được chịu mà tôi không nói ai. Bởi vì nó mượn sáng rồi, nó nói gì thôi. Cái sáng nó chịu chứ nó đâu có chịu đâu. Đánh chứ, nó mượn sáng đánh nó không sợ, thì nó không còn tôi. Mà trường trường hợp mà lấy đường chân nó hết rồi nó làm đi. Nó xuất tiền nó chạy được, sợ chứ. Bởi vì chứ không đó là cái nghiệp của mình đó, tính Phật nó che luôn cái tính Phật mình. Chê tính Phật, cũng đó là cái tính Phật thấy mẹ vậy. Tính Phật phải mang thì một cái lớp của hồn là tính Phật không hiểu. Nhưng mà nó sợ nhất, nó sợ nhất cái là đấm được, nó làm đi. Câu thọ thân, thân thọ là ý nghĩa là gì? Cái gì? Thọ thân, thân thọ. Thọ là nhận, nhận cái thân. Thì mình nhận, tại mình thọ. Tại vì mình phải là hỏi bây giờ là gì? Thì thân thật vô mượn cái thân người. Thì bây giờ thì thân từ thân cái nhận là mình vô cái này phải thọ cái thân cái này nè. Cái thân của họ thì cũng phải từ nhỏ nó lớn cho thành ra nó liền. Giống như cái cây, cái thọ cây thì nó gieo cái hột xuống, hoặc nó từ từ nó lên cái cây. Thì con người cũng vậy, thọ thân thân vậy. Là nói về cái trung bấm thân trở lại luân hồi hoặc là tránh Phật và mượn thân người gọi là thọ thân. Rồi câu hỏi tiếp. Vị Võ Thị Hồng Phượng ở Bình Dương có hỏi như sau: là một doanh nhân thì phải kiếm tiền và làm giàu, trong khi theo pháp môn thiền tông thì không được tham, như vậy có mong muốn hay không? Quyền tâm á, mình ở đây á, mình làm cái gì thì nhà nước cho mình giống như ngân hàng cho vay bao nhiêu phần trăm là đúng với cái luật thế gian này. Mình ở ngoài mình làm mà theo cái luật mình theo cái là lãi suất hoặc là theo cái luật pháp thì làm sao đúng mà không sao hết. Còn mình làm mình tham gần tới được trữ hàng để tới bán lên thì nó lên, thế nào là do cái tật cái tội này ha. Và còn hàng đưa hút mình trữ lại, có nghĩa là mình kinh doanh cái này gọi là mình lừa người đó, thì bị cái tội. Chứ còn mình kinh doanh mình làm ăn bình thường đúng không sao, làm ăn bình thường thì nhà nước cho mình lời cũng như thì mình làm giống như ngân hàng á. Ngân hàng nó cũng dịch cũng cái tay cũng như cầm đồ chứ đâu là mà tại cho nó có tội vì nó cầm đồ đúng luật pháp. Còn ngoài cầm đồ chắc cổ người ta nó sai luật pháp có vậy đâu. Giờ hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2 là một người Phật tử của thiền tông thì phải loại bỏ tham sân si, nhưng muốn về Phật giới thì vẫn còn Phật nhỏ Phật lớn, vậy thì có dính vào chỗ tham hay không? Cái này tôi hỏi này nó không hiểu, chưa hiểu thiền tâm. Thế giới vật lý này tham sân si đủ hết, không có bỏ gì cả. Nhưng mà có một điều á, muốn thoát ra thì phải có công đức ra. Nếu mình không tham thì tham được thân con người. Bây giờ không tham, ví dụ mình làm tháng 10 triệu mà nó phát 5 triệu mình giữ ra, giờ tham không có giữ luôn, không phát tư không đủ là có là tham. Bắt buộc phải đúng theo quy luật, vẫn tham nhưng mà tham đúng luật. Giống như mình cho dai cho dai đúng luật. Còn chuyện về một giới là khác, chuyện như vấn là làm sao mà công đức cho nhiều thần quản lý không dám thực thi nhân quả của mình. Có nghĩa là mình bước vô tòa, tòa kêu án 20 năm, đi ra thằng cảnh sát nó không cần mình là sao? Tôi đi chờ chứ, kêu đi chờ cho vui thôi. Bởi vì nếu mà kêu 20 năm mà cảnh sát nó cầm tay mình liền, bắt đầu phải thực thi nhân quả. Nó kêu mà không được, bây giờ mình có công đức. Ở thế giới này có tội gì nhưng mà không ai thực thi nhân quả, mình không thua gì hết. Mình tự về Phật giới. Vì thế mà khi về đến trung tâm vận hành lễ hội phải nói sao? Nghiệp chướng bổn lên không,
nhiệm vụ này không phải, tại nó ảo giác hay không chứ làm gì thì thiệt sao nó bắt nhóm bắt cấp tôi đi, tại vì không có ai nhìn tin, phải hiểu thế giới này. Vì thế mà ông vua Trần Nhân Tông tại sao ông tu mà ông đánh giặc, nó giặc nó giết giặc mà có tội gì đâu. Ông giết càng nhiều con tốt mà tại vì xâm lăng nó đánh giết mà chứ mày đừng xâm lăng tao tao giết. Có nghĩa là ông vua cũng vẫn đánh giặc mà đánh bằng luôn, ông đi cướp của người ta theo quy tội. Còn này người ta tao cướp nước ông đánh ra thì đâu có gì là tội. Bởi vì thiền tâm nó rất thực tế cái chỗ này, cái gì phải cho rõ ràng. Tu thiền tâm phải tu bằng trí tuệ, cái gì phải là phải, trái là trái, chứ không có nói mù mờ, không có lường gạt ai hết. Thiền tâm hoàn toàn không lường gạt ai hết, bắt một cái gì nó thật là phải nói thật đó, phải hiểu thiền tâm đó. Nó ưu việt là cái chỗ nói thật là thật, việc thật là cái thiền tâm. Câu hỏi số 3, tu thiền tâm không dính vào cái ác là đương nhiên, nhưng thờ ơ bỏ làm thiện như vậy có phải là lối tu đến kỵ không? Là sao? Là tu thiền tâm không dính vào cái ác là chuyện đương nhiên, nhưng thờ ơ bỏ làm thiện như vậy có phải là lối tu đến kỵ không? Thế giới này là hai mặt, âm dương, âm là ác, dương là thiện. Nếu mình ở đây người ta bảo là trung đạo đi theo cái phong ác phong thiện, nó còn nằm ở đâu này? Còn bây giờ thiền tâm đâu biểu mình tu đâu. Nếu mình làm thiền tâm hoặc là cũng tu mà biểu là làm cho tạo công đức về chứ không phải tu. Công đức về nhân quả không còn mình là mình về, để hiểu nguyên tắc này. Chứ còn thế giới này là thế giới nhân quả thiện ác âm dương mà. Mình làm ta trả tiền mà không đủ, mình được quyền đòi tới. Là về phải tham, phải tham cho đúng, tham đúng lượng. Chứ còn mà nếu mà mình, nếu một thiền tâm bỏ hết là không đúng. Con đã đạt được bí mật thiền tâm, trước kia con tạo rất nhiều công đức, có rất nhiều phước đức. Vậy con có nên hồi hướng cho Đức Phật A Di Đà mặc người thân liền ngay bây giờ hay không? Hay đợi đến sắp tâm chung thì mới hồi hướng? Bây giờ còn sống mà hồi hướng thì đói luôn mà. Còn sống đây có tiền giúp cho ta hết rồi đói rồi. Chừng nào sắp chết, ngày mai tôi chết thì còn nhiêu tôi cho thì được. Bây giờ hết còn xài mình phải cho, chứ lúc đó được. Chứ giờ còn đang sống sờ sờ lên mình có nhiều tiền để cho ta hết rồi ra đây. Rồi ngày mai hết gạo và tiền ra mua. Phải chừng nào nó muốn hết xài biết rồi, 5 phút nữa đi bây giờ. Trước khi 5 phút đi cho hết đi. Vậy mới đúng. Còn bây giờ mình giờ đó, tạo công đức cho để đó đi. Công đức đừng có sợ ra, cứ tạo để đó đừng là. Có nghĩa là nhiều là không thực thi nhân quả, mình được là mình tự do. Rồi đó chứ thì. Có người nói với con rằng không bỏ hết phước đức thì Phật tánh bị che mờ, thì đường tu gặp nhiều trở ngại. Như vậy có đúng hay không? Không đúng. Tu cái này là tu cái tưởng mà. Đã thiền tâm cho chỉ rõ chứ, nói cho đúng gì đâu, đừng có tưởng cái gì ra đó. Sống cái này không bằng thực tế, đừng có tưởng. Tạo công đức về, tạo phước đức đi chơi, tạo ác đức bị ở tù, nó vậy thôi. Hiểu được cái nguyên tắc này, chứ đừng có tưởng. Sống này là đó, hỏi này là tưởng hơi nhiều. Thưa bác cho con hỏi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chữ Thích Ca Mâu Ni có ý nghĩa người muốn giải thoát thì đừng thích màu nhiệm, theo con hiểu như vậy có đúng không bác? Dạ, Thích Ca Mâu Ni có cái chữ thì nó có người định hồi xưa. Hồi trước á, ông là Thích Thích, ông ở trên đã trả lời xuất á, ông đã ngộ làm cái bài thơ của bộ thiền rồi đấy, thì ông Thích Ca Quan ông nói, ông Thích Ca ông Diên Đăng ông nói ta họ ký ông sao này về cõi Nam Thiên Bồ Đề gọi là Thích Ca Quan, đặt cho ông là Thích Ca Quan là một vị giỏi ăn giỏi nói giỏi viết. Khi mà ông xuống đạo thì ông cũng nói là Thích Ca Quan, nhưng mà sau khi này khi mà ông về Phật giới đó, cái chữ văn nó đổi thì chữ Môn Ni là một nhiệm, là cái gì mấy ông đệ tử vật lý đó thì mới nói ông này ông một nhiệm đó, điều đi lại đó nó xuất phát.
pháp nó đổi thì cái danh từ từ lúc mà mấy ông này nó chuyển thể là mấy ông thầy là tức tình đó. Tình đó, thì mới đổi là Thích Ca Mâu Ni, chứ đầu tiên họ là Thích Ca Văn. Thì xong bây giờ thì một bởi vì chữ Mâu Ni là một nghĩa thì mong nghĩa trong cái tới ta cúng tiền chứ còn không không mong nghĩa bài cúng ha. Thành ra nó lỗi là lỗi môn đồ về sau đổi tên đổi lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Cho con xin hỏi thầy là người chồng đi làm, người vợ ở nhà trông con, vậy chồng làm ra tiền lấy mua sách tặng người hữu duyên và người đó đạt được yếu chỉ thiền tông, vậy hai vợ chồng có được công đức như nhau không ạ? Nếu mà nếu mà tịch của chồng công vợ thì đúng được, dưới điều kiện ông chồng đừng có sẵn xì tôi đưa tiền cho bà xài gì hết mà mua cho ông sẵn xì là ông bị bắt, cái ông có công đức mà bị vô đen, nên nhớ cho đó. Hai người đồng có, nhưng mà nếu ông chồng bị sanh là cái công đức nó vô đen. Rồi con hỏi tiếp. Khi thầy hết nhiệm vụ rồi, vậy ban quản trị chùa có còn nhiệm tiền nữa không ạ? Cái gì? Khi thầy hết nhiệm vụ rồi, ban quản trị có còn nhiệm tiền nữa không? Thì là có nhiệm khó đó, chắc là nằm tới cái tập cho nó. Bây giờ nó ban quản trị nó có, mà ban quản trị nó là 43 người. Thì trong đó tìm được một nhiệm phó rồi đó. Nếu mất thì bắt đầu cũng tiếp tục chưa đâu có bỏ. Chừng nào mà người ta hết nhờ triều thiền thì thôi. Vì đây là tài liệu ta đã làm chuẩn hết đại rồi. Đó thì bây giờ tất cả ở đây, bây giờ đang có 40 mấy người ở đây, không có người nào. Thì giờ có được người thì cứ theo đây. Thì giống như bây giờ ở cái chùa đó ta lập, thầy cũng lập đang chết mấy đời, cái chùa đó vẫn hoạt động bình thường là do cái tập thể này có duy trì được mà không. Duy trì được thì cái thiền tông vẫn duy trì được. Rồi con hỏi tiếp. Con xin thầy nói lại công thức đường về Phật giới để con khỏi lầm. Công thức cái này dài dòng quá là hai tập phải 25 phút. Thì là mơ đi chỗ vô cái trực ban á, thần lập cái trực ban nó xin nó cho trong cái bài giảng dò đó về mình đọc. Còn không có mình mở lên mạng á, giờ tôi phát trên mạng rồi chứ này nói dài 25 phút nữa đây cái rồi về rồi không giờ nữa thì sao ha. Tìm cái lời giảng dò của cái ban quản trị để cho. Con là Phật gia Nguyễn Kim Kim Luy, con chưa hiểu một số vấn đề xin viện chủ giải đáp giúp con. Câu 1, còn có các ý như sau. Ý 1, tôn giáo khác tín ngưỡng ở điểm nào? Cái gì? Tôn giáo khác tín ngưỡng ở điểm nào? Thôi, chủ ta nói gì, tôi trả lời thiền tâm thôi. Xin nói gì ta? Tất cả, tôi nói sơ, tất cả đều là linh thiêng, tinh linh thiêng quyền bí. Sống ở đây, sống mà làm ác xuống địa ngục, chết trên trời rồi. Đơn giản. Mà cái này thiền tâm nó kia đó, đây là nói cái quy luật thôi. Chứ không có người nào mà lập ra không linh thiêng, không linh thiêng không ai tới. Mà giờ linh thiêng ai biết. À, cái này nó nằm ngoài cái, nhưng mà tôi trả lời mẹ thôi, nó nằm ngoài cái truyền tâm. Rồi thôi đi. Ý hai là một tôn giáo thì phải có đủ các điều kiện nào? Tôi có viết ở trong sách rồi, nếu một tôn giáo thì phải có thượng đế, rồi có người được, có một người thay thượng đế nói chuyện, rồi có mấy người nghe thì mới trở thành là tôn giáo. Ba vế, cha con, phàm thánh thì nó mới đủ là một tôn giáo, nó phải qua cái chế này mới trở thành một tôn giáo. Rồi. Câu 2, còn các ý sau. Ý 1, hiển linh và linh thiêng khác nhau ở điểm nào? Linh thiêng là ông, nó đúng là không có linh thiêng đâu, nhưng mà ông thần. Trước khi ông lập, khi người ta bộ lạc á, thì người ta mới nhìn nhận nhau cái ông thần chủ thế giới ông muốn một tên cái này này, ông mới lập ra cái đạo thần. Ông nói ông mới mượn xác người ta nhập nha, đừng có đánh lộn
đến độ mà đi linh lắm là thần vẽ không mà. Thì ta sợ thần vẽ không là linh tiên, người ta không dám đến lộ. Thì ta làm thần mới làm ra. Còn hiển linh là sao? Chỗ đó nó phát ra cái linh. Bởi vậy đó, thần thì linh tiên, thánh là hiển linh. Thì nơi đó hiển linh là thánh phát ra. Hiểu không? Linh thiên thần làm ra, hiển linh thánh, thánh ra phát ra. Rồi muốn hiểu sao hiểu, ta nói rõ vậy. Ý hai, trái đất này loài nào tạo ra linh thiên và tạo ra linh thiên với mục đích gì, để làm gì? Nó trong giáo lý nói gì, để chừng nào xuất bản là tôi nói cho kia. Cái này nằm trong giáo lý, không nói, quyền ký không nói mà giáo lý có nói này. Để chừng nào xuất bản giáo lý đọc biết hết. Câu 3 gồm các ý sau. Ý 1, Đức Phật dạy tất cả có 6 pháp môn tu, tại sao chỉ có pháp môn tiểu thừa thì thành tựu được gọi là thánh, còn 5 pháp môn khác không gọi là thánh? Pháp môn tiểu thừa nó 37 pháp quán và tưởng, 37 pháp quán này nó có cái pháp gọi là diệt tận định đó, là ma thành A-la-hán. Còn bây giờ ví dụ anh tu tứ niệm xứ là gì? Tứ là bốn niệm mà nhớ, xứ là đâu? Đông Tây Nam Bắc. Nếu thiệt, nếu hiểu được thì gọi là tuệ tri của tứ niệm xứ. Còn nói về bản thân, đất nước gió lửa, hiểu được là tuệ tri bản thân. Rồi rất nhiều, mà rất nhiều cái này gọi là tứ niệm xứ. Đó là một trong 37 pháp quán của tiểu thừa, gọi là tứ niệm xứ. Mà bây giờ đa số người ta thích tu cái này, tu để tuệ tri cái gì mình muốn biết. Gần với 37 pháp, mỗi pháp quán nó có một cái công thức riêng. Rồi hỏi tiếp. Thứ hai, thánh A-la-hán khác thánh của các đạo khác ở điểm nào? Chứ A-la-hán là tịch tỉnh, dịch tiếng Việt Nam gọi là tịch tỉnh, tĩnh lặng hoặc là cô tịch. Có vậy thôi. Con người thích cô tịch là gì? Không thích nói chuyện ai thì vui vô đó đồng có mình ở. Tiếng A-la-hán rồi là tiếng Trung Quốc. Còn tiếng mình là tịch tỉnh hoặc cô tịch. Thì ở đây có nhiều người nói vậy. Có người đó sẽ thích sống một mình. Thích là gì? Thì chúng ta nói cái người đó là A-la-hán, thích cô tịch. Rồi ta tiếp. Người biết công thức giải thoát và có rất ít công đức nhưng chưa được triền thiền thì có thể áp dụng diệu thuật nhất tự thiền là buông, thì người này có thể vào được Phật giới không? Nếu mà mình không được triền thiền mình sao công đức cho nhiều. Bây giờ cái công bố quyền ký ra đó thì trên cái mạng là có bắt được lấy cái lời dặn dò đi thì về được. Còn nếu mà không có biết cái dặn dò này đi sai vậy thì cố gắng mình không truyền thiền cũng được, nhưng mà không đức ráng tạo công đức. Rồi nghe cái bài dặn dò ở trên mạng, lấy trên mạng xuống cũng giống như truyền thiền vậy thôi. Giờ lại đi. Câu số 5, ngoài cách tặng sách để người khác giác ngộ để mình tạo công đức thì còn cách nào khác nữa không thưa vị chủ? Giác ngộ mình có chứ làm gì cho người ta hiểu không? Chứ nó là trăm phương ngàn chuyện để mình tạo. Mình trực tiếp mình nói ta, trực tiếp cho ta mượn tài, trực tiếp cho ta mượn sách tự. Rồi mình trực tiếp nhờ người này đó dọc dọc. Nó có nhiều cách, muốn cái gì cũng được. Thí dụ con nói trực tiếp con cũng nói được, thì cho mượn sách mượn tài, hoặc là nhờ người khác lỡ nói. Nó có rất nhiều tạo công đức, chứ không phải mượn sách mượn đàn trực tiếp. Nó có rất nhiều, tùy theo mình suy nghĩ thế nào, mình áp dụng thế nào mà mình được có công đức. Rồi hỏi chứ. Thưa bác, khi chúng ngắm tâm ở vùng đợi chờ vào trung tâm vận hành luân hồi tam giới, lúc này tam Phật có nhìn thấy được rõ ràng tam giới và Phật giới chưa ạ? Bây giờ đó, nếu mình một người mà có tạo công đức rồi nó rất sáng thì một vị Phật ở bên Phật giới nhìn thấy rồi, người ta biết cái tuổi thọ người này bao nhiêu rồi rồi
khi cái người này mất á, chừng nào ta biết ta mới canh mà một năm mới vô được có một ngày thôi thì bắt buộc ông Phật mới vô đời. Có nhiệm vụ một vị Phật rước một người về phải đợi lâu lắm chứ không phải mà hơn. Mà bây giờ ổng bắt tôi kiếm là 360 mấy ngày nữa mới tới, mà nó sợ mấy thì bắt buộc phải vô trước, vô mà nó phải đợi mấy tháng trời để đợi cái tánh Phật này ra nước về tùy theo. Tất nhiên là ta thấy có công đức là ta biết chắc chắn là người đó ngày nào về, ngày nào chết đó, ngày nào về người ta phải lo. Vị Phật là có nhiệm vụ này. Rồi hỏi tiếp. Kính mong bác dạy cho cháu câu hội Long Hoa có nghĩa là gì ạ? Hội Long Hoa giống như hội Bồ Đề vậy. Mai mốt ông A Di Lặc ông tổng ông thành Phật ông ngồi thay mà ông thích ai ngồi có Bồ Đề ông kia ngồi ở cây Long Hoa gọi là hội Long Hoa. Thì ông Thích Ca là hội Bồ Đề không chọn ra hội Long Hoa có lẽ đâu. Thưa bác, kinh An Vị tượng Phật là do tổ Mã Minh viết ra, vậy tại sao một vị tổ lại viết kinh An Vị Phật được ạ? Này, mỗi ông có cái nhiệm vụ chứ đâu phải ông nào cũng an vị Phật hết. Tất cả ba mấy vị Phật kiểu một tổ duy nhất chỉ còn một đề là ma mới lặp lại là bất lập danh tự. Mỗi ông có một cái đề, có câu chuyện người ta, cái đó là nhiệm vụ của ta. Tại làm sao ba của mấy ông tổ không ông nào dám công bố, mà hồi đời ông Lục Tổ cũng đâu cũng nói là công bố với sự thật là đổi sách đổi chữ. Cái ngày đó gọi là ngày đổi chữ. Đổi chữ là nhiều người đọc nhiều người viết, cho gọi là công bố lần thứ nhất. Công bố lần thứ hai thì nó mới cho cái đó là nói hồi đó nước Trung Hoa biết thôi nha, nước khác không biết. Bây giờ công bố lần thứ hai thì toàn cầu biết, phải hiểu cái quy luật của nó. Công bố lần hai là toàn cầu biết. Bây giờ mình nói đây, ngày mai ở bên Mỹ nghe đây. Công bố ở đây, cái ngày công bố đây, cả thế giới nó biết về cái đạo Phật kỳ tầm. Bởi vì nó có cái lực rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong chùa có ghi câu tam vô, vô vô, vô chứng, vô lượng bàn. Vậy tại sao quá nhiều người tu thiền tâm lên mạng tranh luận với người khác ạ? Thiền tâm là không chứng, không đắc gì cả. Vậy ngày nay sao cháu thấy nhiều người tu thiền tâm lên mạng khoe mình chứng đắc, rơi vào bể tánh thưa bác? Cái này ta nói rồi, chỉ 100 người truyền thiệu, 95 người trở lại. Trong cái 95 người có không mấy người ta xưng nữa. Thế tại tánh người đó vậy. 100 người, có 5 người đi cùng, 95 người là thì 95 người này là mấy ông này. Cái đó thế giới nghiệp lý mà có gì đâu hết. Vị Đỗ Thanh Phương ở Hải Phòng có hỏi như sau. Con là Phật gia thiền tâm rồi, khi gặp người hàng xóm kề bên có hành vi tự sát tẩm dầu vào thân định đốt, con đã dấn thân vào can ngăn sự việc, vậy con có bị ảnh hưởng gì không và có nhân quả gì hay không? Chuyện của người ta là tâm tâm chết thì tự nhiên chết, nó đốt có thể để ta chết đi rồi nó yên cứu người ta rồi không có nó bệnh của ai luôn. Mình mang cái tội ta, mình ta chết thì nó khỏe đi, bây giờ cứu nó sống được, cái mặt nó không giống mặt người không giống người sao vậy? Ai mình đâu có học cái nhiệm vụ mình không phải vậy, mình thấy gì thôi chứ thì cứu gì. Người ta tự dẫn, ta tự được bằng lửa thì để cho ta tốt, mình có cho tốt đó. Đổ thì mới lên xăng cho nó đi chơi nhanh, để mình chơi chơi chắc cúng ra trời ơi, lúc đó mình mặt mày cũng giống mày đó rồi trời ơi, cuộc đời ta còn khổ nữa đó, mình mang cái tội đi. Thế gian này người ta tưởng sao ta làm vậy kể ta. Thế gian này người ta đói cho ăn rồi, còn người ta muốn tự dẫn. Mình có khả năng cứu người ta sống, cái kiếp mà nó tốt hơn cái tự giận không thì cũng tất cả cái tự giận mà gì đó vừa qua còn không có. Nên nhớ một điều,
mà nếu mà tự nhận bằng thuốc độc được đánh cái danh trái thuốc độc ra thì họ sao rồi ta đang đốt rồi mình nhưng mà nếu mà cứu một kịp thời đó, nó vừa đổ á, nó vừa chạy không quẹo lấy không quẹo mình quăng thì nó có cháy được, chứ để nó cháy là tiêu có được, nó cháy là cho cháy luôn đi, lỡ chết cho cháy luôn đi đó. Mình phải giúp, mình cứu người ta mà giúp người ta vui ăn vui thì nên cứu, còn giúp cứu người ta mà người ta khổ nữa không được mình cứu, không mình làm lơ đi. Rồi bảo thế đi. Có một vị trước kia rất mê tín, nghe đạo linh thiêng cũng đến cầu xin đại lộc và còn thích cả cờ bạc, và từ khi biết đến thiền tâm thì vị đó đã hiểu và có được yếu chỉ thiền tâm, và khi họ quyết chí và tại sao họ không thể xuất đệ được, thưa bác giải thích giùm. Nghiệp nó nhiều quá không được, do cái nghiệp có nghĩa là mình làm sao mà thoát được cái nghiệp này, mà phải có cái công đức thì ông thần nó sợ mình, nó tham. Cái nghiệp này là do ai thực thi, nó bị thần thực thi, nó mình phải hiểu làm sao mà mình làm một thần sợ thì mình làm, còn làm không phải không chạy cái chấp nhận nhân quả luôn, nó phải hiểu thế giới vật lý này đó vậy. Mấy giờ về? Thầy về, con về. Thầy cứ về trước đi. Thầy hỏi hỏi con nào nó thế thì thế. Thầy xong thầy. Thì con xong. Thì con về. Con về trước thì về. Có vị thầy lấy sách của tác giả Nguyễn Nhân cho học trò mình đọc, sau đó học trò cảm nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính người đọc, sau đó lại cho học trò mình dụng công tánh Phật ra tu, đem tánh Phật ra tu, vậy người thầy đó có được công đức không? Người ta cũng nghe thôi chứ làm thôi, mình giúp người ta cái lời đầu là mình có công đức, còn người ta làm sai không sao, là do cá nhân mình đó. Có nghĩa là lần đầu mình tạo công đức là nó giữ rồi nè, còn lúc sau trò nó làm gì làm không biết, nhưng mà bởi vì cái công đức này cái người trò đó có thể là kiếp sau nữa họ cảm nhận được, họ đi lại thế này đó, đừng có lo cái gì đó, có là giúp người ta hiểu được cái phần nào có công đức ngày đó thôi, còn thời gian dài không thành vấn đề, mình giúp người ta biết là được rồi, mình có công đức còn gì, vì sao ta làm gì ta làm. Rồi con hỏi tiếp đi. Thì con quay về sớm về đi. Không sao. Không sao đâu thầy. Thầy nghỉ, con nghỉ. Gan thì ở đây. Khi đọc sách thiền tâm, vị đọc có nhận ra được tác phẩm thanh tịnh của chính mình. Một thời gian sau, đi thiền viện tu vật lý, vị ấy chửi lại chánh pháp của Như Lai, thì nhân quả như thế nào? Nó trong mấy cái nói rồi, trong kinh Pháp Hoa nói rồi, chửi Đức Phật cậu không bằng chửi cái này, thì như thế nào thì nữa, tôi có sức chữ mạnh chứ yếu người ta đâu chứ, thế đâu biết, có nghĩa là chửi Đức Phật thì có tội nhẹ, mà chửi cái này nó nặng hơn, nó tùy theo, mình cũng không cần nói cái này, thế mình phải hiểu cái giới, cái này là người ta dạy mình giải thoát mà không chịu thôi. Thì mình cũng đi đâu mình đi, mình có lo. Con theo pháp môn thiền tông đã có yếu chỉ, nhưng do gia đình nghèo không đủ tiền để mua sách cũng như máy để tạo công đức, và lại ở xa chùa không thường xuyên về chùa được, vậy thì con có giải thoát được hay không? Bây giờ đó cái này ta đã nói là không ổn định, ta nói là ai kể cả chuyện tiền không có tiền mua thì báo cho ban quản trị, quản trị có người giúp, còn hoặc là không lấy thì người ta không có lấy tiền, còn vấn đề mình muốn cháy đó thì giờ quản trị ông trị ta có sách ta cho đó, mình lấy máy ta cho đó, mình cứ siêu về rồi mình có công cho mượn thôi, cái này sợ mình cái liên lạc với ban quản trị đó, giờ tôi muốn kiếm 5 cái máy 3 cái máy 10 quyển sách rồi họ có thì ban quản trị cho, do mình có nhiệt tình mình làm cái này là do mình có phương tiện
tạo rất đủ những kiểu cách để cho mình tạo cái công đức. Đừng có lo cái gì là cái này thì cứ hỏi là bao nhiêu chuyện bìa máy nó cho chiếc gì đó trên 50 cái nó cũng có, nó cho mà 50 bộ sách nó vẫn có, nó cho mà bao nhiêu chuyện nó có dự trù thế này giờ hỏi chứ. Có một vị tu sĩ khi đọc sách Thiền Tông và hiểu được và cũng đạt được cái mặt Thiền Tông và âm thầm dẫn dắt được các tăng ni phật tử, được một số người cũng đạt được yếu chỉ và bí mật, vậy cái vị tu sĩ này có cần phải rời khỏi chùa Phật Lý hay không? Ở đâu thì lo đó, nhưng mà vật lý cũng được, nhưng mà có một điều đó là mình quản lý được cái chùa này nên ở. Còn nếu mà không quản lý phổ biến này ông thầy đuổi ra đó, mình phải tìm hiểu để cho mình ở vị trí nào trong cái chùa vật lý này. Chùa vật lý có thể quay 180 độ thành chùa thì không được, dưới điều kiện mình toàn quyền ở đây đó, chưa? Còn mình muốn độ thì phải ở tại chùa, mà mình làm sao ông thầy đừng có đuổi mình, ông thầy trụ trì đừng có đuổi mình thôi. Rồi, không phải thích. Có một vị đã ngoài 80 và yếu bệnh tật, quyết chí theo con đường giác ngộ và giải thoát, vị này bị gia đình và con cái ngăn cản và người này vẫn quyết tâm theo thiền tâm, vị này có giải thoát được hay không? Giải thoát không là do công đức, chứ không phải là già rồi mới giải thoát. Già tu do công đức, già đẻ không cần biết, mà có công đức thì về, công đức thì ông thành ông nể. Vì thế mà gọi là có câu là đức trọng quỷ thần kinh, có đức thần không dám rớ, quỷ là mà cô hồn nó không dám lên gần, là mình chạy mình đi về được. Là mình lại tới đi. Người vẽ ra tấm bản đồ tam giới, vẽ xong họ bị đau đầu, chóng mặt, chịu không nổi, hiện tượng này là sao ạ? Cô hồn giật đó. Đừng có vậy, cô hồn giật. Rồi hỏi tiếp. Câu 2, các cõi trời, dục giới, vô sắc giới là do tâm ở con người tạo ra. Sau khi chết tâm ứng với cõi đó, vậy khi còn sống, tâm của con người nghĩ tưởng thế nào mà tương ứng với cõi đó? Cái tâm mà nó không có tương ứng mà là do cái nhân quả. Thấy cái trung ấm thân này mất rồi, ông thần thấy cái trong này là cái nghiệp mày ở chỗ đó đó. Ông đánh, ông nắm, ông néo lên, ông quăng lên chỗ đó. Chứ con người không hiểu đâu. Nhưng mà con người ta làm bất thiện ta vui lắm. Đó, ta làm được cái gì ta rất vui, đó là rất vui. Rất vui vật lý khác và rất vui thanh tịnh nó khác. Rất vui thanh tịnh là về cuộc giới nó khác. Còn rất vui vật lý là đi về các quả trời nó khác. Thì tùy theo cái thái độ của người đó, rất vui hớn hở dịch giảng sanh, rất vui thanh tịnh về Phật giới và các bạn phải tiếp đi. Các cõi trời nó tự hình thành ra như vậy rồi hay là do nhân duyên gì, như thế nào mà hình thành ra? Cái quy luật vật lý thì nó vậy thôi, giống như quốc gia mình cái làm quy luật quốc gia thì phải trung ương, tỉnh, thành phố rồi quận huyện, thì cái kia nó cũng vậy. Trong tam giới nó quy luật nó hình thành, nó là tự nhiên nó vậy. Cái gì nó cũng phải bốn cấp thôi, tất cả loài thần người cũng bốn cấp, cả trời cũng bốn cấp, chứ không có ai thoát ra quy luật này. Giờ hỏi tiếp. Khi con thử ba lần và chắc chắn rằng đó là hoa tiêu của vị Phật, thì trong hoa tiêu đó có âm thanh hay tiếng nói của vị Phật dẫn đường con đi theo không ạ? Thì nói rồi, hoa tiêu trong sáng là của Phật, và hoa tiêu có cái gì là do cô hồn. Rồi hỏi tiếp. Con ngủ chưa thường có cảm giác như có ai đè mình, người rất nặng nề. Khi con muốn thức dậy, con phải gồng mình thì con mới dậy được. Hiện tượng này xảy ra trước khi con tu theo pháp môn đạo Phật Thiền Tông này ạ. Xin bác giải thích giúp con, đó là bệnh về vật lý hay do hiện tượng gì ạ? Nó có hai cái trường hợp. Một là mình nằm, nếu mình nằm nghiêng bên nào mà nó nghe cái nó nặng là mình do cái động mạch, cái động mạch bên đó nó bị nẻ, nó phát ra cảm giác. Bệnh nó có ba cái thế: nằm ngửa, nằm trái, nằm trải. Cái đó là nó do cái mạch,
Còn nếu mà do cái âm của người âm nó vô là nó khác, vô âm nằm cái gì nó cũng bị, là gọi là người âm. Rồi hỏi tiếp. Cháu làm một công việc từ thiện cho một tổ chức dòng họ được mọi người đề nghị giúp đỡ người nghèo bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thiên tai rất nhiều. Trước đây cháu rất nhiệt tình giúp nhưng giúp không sể nên chia sẻ cho mọi người giúp. Giờ cháu có nên tiếp tục công việc này không? Không giúp thì cháu cũng thấy ái ngại quá. Xin cho con một lời khuyên ạ. Khuyên gì? Bố lên trời ở thì cứ đi làm tiếp. Muốn về Phật giới thì đi làm phương tiện khác. Khuyên gì? Muốn đi đâu? Nó nói rõ rồi, muốn đi đâu? Vị Lê Thị Việt Châu ở Bà Rịa Vũng Tàu có hỏi như sau: người có thiên linh cái thì biểu hiện như thế nào và nhận biết ra sao để mình có thể phòng ngừa và tránh họ? Bây giờ thiên linh cái sao biết người ta liệu được? Có nghĩa là ông thầy á, ông vô trong nhà thương đó, ông mua những cái thai nhi mà sẵn thai á, ông một khen quốc liền, ông bắt được cái hồn này, ông mới về ông liệu thì lên thiên linh cái. Mà làm sao mà tiếp cận được ông? Ông liệu không ai biết ông, làm sao biết được? Vì thế mà muốn sợ thì liệu tất cả những người mà sử dụng bùa chú trốn đi. Nếu mình thứ nhất á, mấy người mà phổ biến thiền tâm mà vô gặp mấy ông này, còn chừng mà không đập vô một cái là mình cũng mắc luôn đó, mình phải né vậy thôi chứ làm sao biết được. Cái người tâm nguyện như thế này không ai biết đâu, mà bây giờ cũng biết được á. Cái bệnh viện nào mà có cái ông đạo đưa vô mua cái sảy thai đó, là mấy người đó tao tán ông đó, ông nói là liêu chuyên lên cái. Giờ nói chứ con đã làm Phật gia thiền tông rồi, khi ông con mất con quỳ và lại để trả ơn ông sẽ giúp đỡ gia đình cũng như ba mẹ con, có được hay không? Được. Vậy công đức của con có bị bôi đen hay không? Được, với điều kiện được lại thôi, đừng có nói gì hết, đừng có mở miệng, hoặc là mở miệng là cảm ơn ông nuôi con cũng được. Ông phù hộ chết cũng phù hộ con, nói chứ phù hộ là phù hộ rồi. Cảm ơn được, mà xin về cái lập trình cho mình, nó bổ điện. Rồi. Hiện tại câu hỏi đó, thầy văn chị chùa xin nhiều giải đáp ngày hôm nay.